Rồi, ngày hôm nay tôi đang gửi cho mọi người một cái link này, tức nghĩa là một cái bài actual recent test, một cái bài thi thực tế mà nó đã diễn ra gần đây. Thì mình sẽ luyện với cái này thử, lâu lâu mình chuyển thử luyện với cái này ngoài bên ngoài cái tài liệu sách IELTS Cambridge ra, để mình có những cái nguồn như thế này để mà mình adapt với cái môi trường thực tế gần đây. Rồi thì các bạn bạn nào mà đã luyện quen rồi á, các bạn mà đã học nhiều rồi với tiếng Anh á, thì các bạn nhớ là có những cái bước nào ha, các bạn có nhớ là những cái bước mà chúng ta đầu tiên chúng ta đọc nhanh và sau đó trong các quá trình trả lời chúng ta sẽ đọc kỹ hơn một lần nữa, được chưa? Rồi những bạn nào mà mới tham gia vào lớp học thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta xem đầu tiên là chúng ta sẽ cố gắng trong quá trình mà mọi người đọc nhanh á, thì các bạn cũng cố gắng chúng ta cũng đọc đọc cái bài này đọc nhanh hết mức có thể trong sức của các bạn, để mà chúng ta biết là chúng ta đọc đến mức độ nào. Rồi còn cái phương pháp như thế nào á thì dần dần mình sẽ quen được với cái việc đó. Sau này Tuấn Anh sẽ gửi một số những video hướng dẫn để cho các bạn làm quen với việc đó, hoặc là trong quá trình mà chúng ta giảng bài như thế này thì chúng ta có thể là chúng ta cũng biết được cái cách đọc nhanh như thế nào ha. Nhưng mà quan trọng hơn đọc nhanh cái việc đó, nó chỉ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian mà thôi. Để chi vậy? Để chút nữa trả lời câu hỏi thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm và mình chọn cho nó đúng. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ cái bài này là cái bài passage number one. Nó là còn dễ, cho nên là bây giờ mọi người bật cái link này ở trên màn hình trang Chrome hoặc là Internet Explorer gì của các bạn, trên máy tính của các bạn á. Các bạn bắt đầu đọc, tự đọc cho Tuấn Anh trong vòng 5 phút. Không nhìn vào màn hình Zoom nữa mà chúng ta nhìn vào màn hình của chính chúng ta, cái trang web của chính chúng ta. Và bắt đầu đọc trong vòng 5 phút nha. Mình sẽ bấm giờ, hết 5 phút mình sẽ coi các bạn có xong hay chưa. Sau đó mình sẽ chuyển qua tới bạn nào mà đọc xong rồi, chúng ta sẽ chuyển qua tới cái mục mà trả lời câu hỏi dùm cho Tuấn Anh ngay lập tức luôn nha. Trang web mà Tuấn Anh có gửi cái link ở trên trên Skype vừa rồi, ngay lượt lên phía trên tí xíu. Có cái câu mà hello mọi người, hôm nay mình học bài reading test này nha, hai chấm đó. Đọc chỗ nào vậy ạ? Rồi mình sẽ mở micro của hai bạn này để mình trao đổi tí xíu nha. Bạn Nghĩa và bạn Tiến. Rồi nè mọi người nhìn lên cái màn hình Zoom. Màn hình Zoom là cái Skype của Tuấn Anh nè. Hồi nãy Tuấn Anh có gửi cho mọi người một cái tin nhắn là hello mọi người, hôm nay mình học bài reading test này nha. Đó thấy không? Có cái hình cái trang IELTS online test này nè. Bấm vô cái link này dùm cho Tuấn Anh. Được chưa? Rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi, tại vì mỗi người tự đọc với một cái tốc độ khác nhau, thành ra là mình phải đọc riêng trên máy của chính chúng ta. Mình bắt đầu bấm giờ. Đọc nhanh hết sức có thể của chính chúng ta. Có giai đoạn này mình chưa có cần phải nêu ra thắc mắc. Chút nữa vô tới câu hỏi mình thắc mắc sau. Gửi bạn Tiến, mình đọc hết bài này đã, đọc từ đầu đến cuối, cố gắng từ 3 đến 5 phút thôi. Bạn nào đọc xong sớm chuyển qua nhìn câu hỏi.
2 phút đã trôi qua. Rồi, bạn Linh ơi, bạn Linh mới vào. Bạn bật lên cái màn hình Skype á. Có một cái tin nhắn Tuấn Anh gửi cho mọi người. Là hello mọi người. Có cái link tên là IELTS Online Test. Bấm vào đó, chúng ta tự đọc trong vòng 3 phút. Đọc bài ở phía bên cột bên trái. Mọi người còn 2 phút rưỡi nữa. Ba phút rưỡi, còn một phút rưỡi. Có ai đã đọc xong cái bài chưa và đã chuyển qua câu hỏi chưa nhỉ? Còn lại 30 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi bây giờ mọi người có 10 phút để trả lời câu hỏi. Hết sức cố gắng trả lời câu hỏi trong khả năng của mình nha. 10 phút bắt đầu. Câu nào khó quá, nhanh chóng bỏ qua, tiết kiệm thời gian, chút nữa quay lại sau. Một phút đã trôi qua. Bạn nào mới vào nhỉ?
Bạn nào mới vào, bạn bấm vào cái link mà mình gửi trên chat box dùm cho Tuấn Anh. Và đọc trên máy tính của mình. Hai phút đã trôi qua, mọi người còn 8 phút. Bốn phút rưỡi. Năm phút, mọi người còn 5 phút nữa. Hiện giờ có bạn nào đã trả lời xong rồi chưa? Nên làm tới câu mấy hả? Tới câu số 13 nha em. Trả lời cho bạn Huyền, làm tới câu số 13. Em xong chưa nhỉ? Ok, tốt. Em nhắn cho anh đáp án của 13 câu thử xem. Tốc độ nhanh đấy, tốt. Nhưng mà xem thử là mình có suy nghĩ cẩn thận không.
Rồi, bạn Huyền, bạn review thật kỹ lại dùm cho anh câu 10 đến 13. Còn thời gian cứ nhìn lại thử. Rồi, bạn Mia xong rồi, rất tốt. Nhắn giùm anh coi thử đáp án. Mọi người còn 3 phút nữa. Bạn Mi à, cái câu nào mà em thấy là giống với bạn Huyền đó thì em cứ nói là giống bạn Huyền ha. Cái nào mà em làm khác với bạn Huyền thì em nhắn cụ thể ra thôi cho nó dễ. Còn 1 phút rưỡi nữa. Còn 1 phút nữa. Ok bạn Nhi, còn ít thời gian nữa em không cần nhắn đâu ha. Chuẩn bị xong. Rồi, vừa đẹp, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Bạn nào chưa kịp không? Chúng ta quay trở lại với Zoom. Rồi, cái việc đọc nhanh á, bây giờ mọi người quay lại giảng bài nha, đừng làm nữa, đừng làm nữa. Chúng ta tí nữa có đáp án, đừng lo. Cái việc mà chúng ta đọc nhanh đến chi vậy, để chúng ta nhanh chóng bắt kịp được cái nội dung của cái đề bài, của cái bài viết, và để chúng ta hiểu được rằng là từng cái đoạn đó nó có cái nội dung chính là cái gì. Tí nữa cái câu hỏi nó có hỏi về cái gì thì mình sẽ quay ngược lại về cái đoạn đó. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn bạn giải thích dùm cho cả lớp hai cái đoạn A và B ha. Và trong quá trình mà bạn giải thích này, có chỗ nào mà những bạn khác cảm thấy chưa hiểu, hoặc là có thắc mắc bất kỳ một cái từ gì, hoặc là một cái câu nói nào đó, thì bạn bạn giơ tay liền, hoặc là bạn nói là không cần phải đặt câu hỏi trong chat box, mà chỉ nói là em cần phát biểu.
anh ơi này nọ, thì mình sẽ mở cái micro của bạn lên ha, mình sẽ trao đổi với nhau. Bây giờ có bạn nào trước xung phong không nhỉ? Hồi nãy là bạn là đầu tiên, quên mất rồi nhỉ. Thôi bây giờ mình sẽ mời tạm bạn Mia trước nha. Okay. Bạn Mi có thể bật micro dùng cho anh được không? Chắc là không được rồi, thấy không có bật lên. Mời bạn Huyền Minh dùng cho Tuấn Anh. Dạ alo, anh nghe được không ạ? Rồi, ok. Bây giờ em giúp dùng cho anh giải thích với cả lớp cái đoạn A và đoạn B nha. Đầu tiên mình có cái tiêu đề là gì mọi người? William Gilbert and Magnetism. Dĩ nhiên là cái tên gọi thì mình phải ghi nhớ rồi, mình chỉ lướt qua thôi không cần hiểu về nó. Còn cái magnetism này là cái gì? Khi mà mình có một cái danh từ hoặc là một cái tính từ hoặc là một cái động từ nào đó mà nó gắn với cái ism này như vậy á, thì tức nghĩa là nó sẽ trở thành một cái danh từ và nó sẽ biến thành một cái danh từ, nó chỉ về một cái khái niệm nè, hoặc là một cái học thuyết nè, hoặc một cái tư tưởng nè, hoặc là một cái tính chất nào đấy, nhưng nhìn chung lại nó sẽ là một cái danh từ ha mọi người. Và các bạn thấy cái chữ magnet này có quen không? Nó là nam châm, do đó mình sẽ hiểu là cái từ này là một cái từ gì đó nó liên quan đến nam châm, và hơn nữa nó là danh từ ha mọi người ha. Ok bạn Mia, không sao hết nha, không sao đâu em. Rồi bạn Minh giúp giùm anh đoạn A đoạn B. Có bạn Dạ nào là thì các bạn vậy cứ mình vậy là giờ mình dịch đúng không? Mình tóm tắt nội dung lại thôi, không cần phải dịch từng chữ từng chữ từng chữ đâu. Dạ, tại vì em biết về cái từ này, em nghĩ nó là nam châm, em đoán cái này là về từ, nói về từ trường. Dạ, thế kỷ 16 và 17 thì có hai nhà khoa học hiện đại là Galileo và Gilbert, thì những phát minh của họ có ảnh hưởng rất lớn. Gilbert thì là nhà khoa học hiện đại đầu tiên, và ông cũng là cha đẻ về khoa học và khoa học về điện và về cái từ trường, và ông cũng là một học giả cũng như là một bác sĩ tại gì Elizabeth gì tòa án hay sao ạ. Em cứ đọc là The Court of Elizabeth xong không cần biết nó là gì hết. Nhớ không? Nhớ lời anh dặn không? Là những cái gì là tên riêng hoặc là khái niệm gì đó mình không cần biết nó. Kể nó. Dạ thì trước đó thì tất cả những gì mà đã được biết về điện điện cũng như là về từ trường thì chỉ đơn thuần là những cái cục đá sở hữu cái từ từ trường đó, những cái amber and jet khi được cọ sát thì chúng sẽ hút được những cái mảnh giấy có tính cách và có trọng lực nhỏ nhất định. Tuy nhiên thì ông cũng ít nổi tiếng hơn với những gì ông xứng đáng được hưởng. Và Gilbert thì sinh ra trước Galilei. Ông được sinh ra trong một gia đình địa phương nổi tiếng tại Colchester County ở Anh Quốc vào ngày 24 tháng 5 năm 1544. Ông đi học ở trường trung học và sau đó học ngành dược tại trường đó tại Cambridge và tốt nghiệp vào năm 1573. Sau đó ông đi du lịch khắp nơi và ở châu Âu và cũng định cư ở London. Ok, rất tốt. Đó, mọi người thấy không? Bất kỳ cái chỗ nào nó là một cái khái niệm riêng, với tên riêng, ví dụ at the court of Elizabeth, mình không cần phải hiểu nó. Mình có thể hiểu thông thường cái court là cái tòa án, ví dụ như vậy. Rồi, mình sẽ có những cái gì gọi là tên riêng nữa. Mình sẽ có cái Galileo, thấy không? Rồi Colchester County in the UK, cái gì đó, nó là cái tên riêng mình nhanh chóng mình bỏ qua. Rồi cái ngày tháng năm này, May 24, 1544, mình cứ nói đơn giản vậy thôi, không cần ghi nhớ nó. Grammar school là cái gì mình cũng không biết, mình không cần biết, mà mình chỉ cần biết nó là cái school đó, tên là như vậy thôi. Grammar school là một cái dạng trường học ở Anh. Rồi medicine ở St. John College, Cambridge, mình đọc lướt qua cái tên này, bỏ qua nó. 1573 xong. Và London, đó, những cái tên riêng và những cái con số về năm thì phải nhanh chóng lướt qua dùm cho Tuấn Anh. Bây giờ có những cái từ mới như sau. Bạn 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 gì ta, bạn Huyền Minh, bạn giải thích rất là rõ cho mọi người rồi đúng không, về cái khá là cặn kẽ và đủ ý về cái đoạn này cho mọi người. Có ai không hiểu không thì nhớ nói liền.
Bây giờ thì mình sẽ đi kỹ hơn vào những cái từ vựng ở trong cái đoạn này tí xíu. Mình thứ nhất là mình có cái chữ saw này tức nghĩa là chứng kiến đúng không? Và mình sẽ áp dụng cái này ở khi đối với những cái năm hoặc là những cái đất nước khi mà chúng ta trình bày về một cái sự kiện lịch sử nào đấy hoặc là một cái biến động nào đó trong lịch sử, được chưa? Ví dụ như là thế kỷ 16 và thế kỷ 17 đã trải qua, đã chứng kiến hai cái người gọi là đổi mới về về modern science, hai người tiên phong về về khoa học hiện đại đấy, thì cái sự kiện là khoa học hai người tiên phong trong khoa học hiện đại đó là cái sự kiện nó mang tính trong nó mang tính là gọi là đáng chú ý trong lịch sử. Do đó mình sẽ có cái chữ saw hoặc là experience hoặc là observe tức nghĩa là trải qua hoặc là chứng kiến. Mình đang sử dụng những cái 16, 17, thế kỷ 16, 17 này như là những người mà được nhân cách hóa lên và họ đang đứng ở trên kia, họ chứng kiến, nhìn xuống phía dưới chứng kiến thế giới của chúng ta đang thay đổi như thế nào. Thì đó là see hoặc là observe, chứng kiến, hoặc là trải qua experience, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể dùng cái những dùng cái chữ see này hoặc là observe hoặc là experience cho những cái từ mà gọi là chỉ về đất nước hoặc khu vực để nói về cũng là những cái biến động ở trong cái khu vực đó. Ví dụ in 2000 China saw a great saw a great imbalance of gender. Năm 2000 đất nước Trung Quốc đã trải qua một cái sự mất cân bằng cực kỳ cao về giới tính giữa nam và nữ, được chưa? Thì đó không chỉ là chúng ta có áp dụng cho thời gian mà chúng ta cũng áp dụng cho một cái đất nước nào đó. Saw a great imbalance of gender, ví dụ như thế. Rồi thì thế kỷ 16 17 này đã chứng kiến hai cái nhà tiên phong về khoa học hiện đại là Galileo và Gilbert, và the impact nghĩa là cái tác động, cái ảnh hưởng của những cái finding. Finding nghĩa là gì ta? Bình thường có nghĩa là tìm ra cái gì đó đúng không? Thì finding này là kết quả nghiên cứu, khi mà áp dụng vào trong khoa học thì gọi là kết quả nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu cái tác động của chúng á, thì rất là eminence tức nghĩa là ưu việt vượt trội. Rồi Gilbert was the first modern scientist, also accredited father of science gì gì đó. Rồi mình sẽ thấy là có dấu hiệu là giữa hai cái dấu phẩy đúng không mọi người? Thành ra là nó là một cái thông tin phụ mà thôi, không cần phải quan tâm. Ngay cái bước đầu tiên mình chỉ quan tâm thông tin chính, ai làm cái gì mà thôi. Gilbert là một cái người gọi là first modern scientist, là gì ta? Là người khoa nhà khoa học hiện đại đầu tiên. Rồi cái đoạn tiếp theo, vì nó là thông tin phụ, mình hiểu cũng được, mình không hiểu cũng được. Mình hiểu thì tốt, không hiểu thì cũng có thể từ từ mình bỏ qua. Tí nữa có hỏi lại cái chỗ này á thì mình sẽ quay lại mình nghiên cứu nó sau, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cả cái câu này mình có thể hiểu như thế nào? Ổng là cái nhà khoa học hiện đại đầu tiên và được công nhận, accredited, được công nhận như là cha đẻ của ngành khoa học về điện và điện từ, điện và từ trường, được chưa? An Englishman of learning, một cái người người Anh mà ham học và là một nhà vật lý ở physician, một nhà vật lý ở cái court of Elizabeth. Các bạn sẽ thấy cái dấu hiệu gì về thông tin phụ ở đây? Thông tin phụ ở đây các bạn thấy nó là phép liệt kê từ ba chủ thể trở lên. Thứ nhất, modern scientist. Thứ hai, father of science gì đó. Thứ ba, Englishman. Thứ tư, physician. Được chưa? Thì ở đây chỉ là giới thiệu về ông Gilbert mà thôi. Do đó là mình đọc cái đầu tiên là đủ rồi. Mấy cái sau nó có cái chức năng tương đương, tức nghĩa là chức năng giới thiệu ông Gilbert. Do đó nếu nếu mình muốn đọc nhanh thì mình nhanh chóng bỏ qua cái đoạn này dùm cho Tuấn Anh. Được chưa? Nguyên đoạn này luôn. Rồi, prior to something tức nghĩa là trước một ai đó, trước một cái điều gì đó. Prior tức nghĩa là before. Before thì không có cộng thêm cái gì nữa ngoại trừ before something hoặc là before someone mà thôi. Còn prior thì phải là prior to, bởi vì prior bản thân nó là tính từ. Ủa phải không ta? Là
Ừ, là tính từ, cho nên là nó có kết hợp thêm với cái preposition, cái giới từ này nữa, thì là trước ông ta, trước ông ấy. Thì all that was known of electricity and magnetism was what the ancients knew. Tất cả những gì mà người ta được biết về điện và từ trường là what the ancient knew, là tất cả những gì mà người cổ đại biết, chứ còn người hiện đại cũng chẳng biết gì thêm cả. Nothing more than the lost stone. Nothing more than that. Không có gì hơn ngoài một cái sự thật họ biết rằng là cái lost stone. Lost stone, bạn nào thấy lạ quá, yên tâm, không sao hết. Bởi vì mình còn có thể đoán biết được nó nữa. Mình chỉ tạm gọi nó là lost stone thôi. Lost stone này tức nghĩa là cái cục đá từ tính đó mọi người. Vậy ha. Nhưng mà mình nếu mình không biết, mình cứ tạm gọi là lost stone, không sao cả. Rồi. Lost stone này nó possess magnetic property, tức nghĩa là nó sở hữu những cái tính chất, những cái đặc tính về về từ trường, về từ tính. Property này mình thường hay thấy ở có những cái chữ gì, ví dụ mình thấy công ty bất động sản, quản lý bất động sản, quản lý các tòa nhà, thì mình cũng có thể gọi đó là những cái property management company, property manager, được chưa, là quản lý tài sản. Asset manager, quản lý tài sản. Tuy nhiên, property còn có nghĩa là đặc tính, tính chất về một cái gì đó của một cái vật gì đó, được chưa? Magnetic properties, những cái tính chất về từ tính của cái đá này. Và rằng là cái amber and jet, when rubbed, would attract bits of paper or other substances. Là cái amber and jet, mình có thể không biết nó là cái gì thì mình cứ tạm gọi nó là amber and jet. Khi mà được cọ vào nhau, chà xát với nhau, when rubbed. Tại sao when rubbed ED như thế này, có bạn nào giải thích được dùng cho Tuấn Anh không? Là bởi vì nó là cái relative clause, mệnh đề quan hệ, viết thu gọn lại. When are rubbed. Được chưa? When they are rubbed. Khi mà nó bị chà xát, nó viết gọn lại thôi thì là when rubbed, vì đây là thể passive voice. Passive voice thì đi với động từ to be và verb past participle, tức nghĩa là verb ở cột 3, verb ed đấy. Do nên là mình sẽ giữ lại cái thể verb ở cột 3. Còn nếu như mà thể chủ động thì sao? Thì mình sẽ chuyển nó thành verb in, được chưa mọi người? Thì khi mà cái amber and jet này nó được cọ sát vào nhau thì nó sẽ hút. Attract là thu hút. Nó sẽ hút những cái mảnh giấy, bits of paper, hoặc là những cái chất liệu khác, substance, tức nghĩa là vật liệu, chất liệu, hoặc là một cái chất nào đấy. Mình sẽ thấy chemical substance nghĩa là hóa chất. Hóa chất mà nó có cái đặc tính là small specific gravity. Gravity là sao? Là trọng lượng, trọng lực, được chưa? Có trọng lượng nhỏ đấy. Tại sao có chữ of ở đây? Các bạn khi mà tra từ điển một cái tính từ nào đấy thì họ sẽ thường họ sẽ có bảo là cái từ đó có nghĩa là có tính chất của một cái gì đó. Ví dụ chúng ta tra từ cái nghĩa là passionate, nghĩa là gì, nghĩa là thích thú, là đam mê với một cái gì đó, tính từ passionate, thì người ta sẽ tra nghĩa cho mình đó, giải thích nghĩa là of passion, nghĩa là có tính chất của đam mê. À như vậy tức nghĩa là khi mà chúng ta cái of mà cộng với một cái tính chất gì đấy thì chúng ta mặc nhiên hiểu nó sẽ thay cho một cái tính từ, được chưa mọi người? Thì nguyên cái cụm này mình sẽ hiểu gì? Mình sẽ hiểu là những cái chất liệu mà có trọng lực nhỏ, trọng lượng nhỏ, trọng lượng nhỏ nha. Đó. Rồi, however, he is less well known than he deserves. Tuy nhiên, ổng kém nổi tiếng hơn là những gì ổng xứng đáng. Well known nghĩa là xứng đáng. Và ổng sẽ less well known là kém nổi tiếng hơn những gì ổng xứng đáng. Được chưa? Câu, cái đoạn B. Gilbert's birth predated Galileo. Nghĩa là cái ông đó ổng sinh ra trước Galileo. Birth này là cái sự ra đời. Predated, mình chưa biết cái từ này là cái gì thì mình sẽ phân tách nó thành những cái
những cái yếu tố riêng lẻ. Pre tức nghĩa là before, ha, nghĩa là trước. Days nghĩa là ngày. Và khi mà cái ngày này mà biến thành động từ á, thì nó có nghĩa là nó xảy ra trong cái ngày đó, được chưa? Và nó xảy ra trong cái ngày trước Galileo. Đấy, rồi. Tiếp tục. Cái câu này dài bao nhiêu? Dài 2 dòng. Bây giờ mình sẽ làm sao? Mình sẽ coi những cái gì là chính, là cái gì là phụ. Thông tin chính là subject cộng với verb. Ngay lập tức, thấy câu dài quá, ngay lập tức tìm cái verb cho Tuấn Anh. Verb đầu tiên có thể là born, có thể là ở cái thể bị động. Ok, nhưng mà mình cứ đọc tiếp. Born ngay đầu câu thì làm sao có subject được. Mình lại đi tiếp tục đi tìm cái subject cho Tuấn Anh. Tìm không ra subject thì tìm tới cái verb tiếp theo. Verb là gì? Went. Went to, được chưa? Went to, đi đến trường gì đó. He, verb là đây. He, được chưa? He là subject. Vậy thì cái thông tin chính mà mình cần biết được ngay ở cái lần đọc đầu tiên này là ổng đi đến trường nào đó học cái gì đó. Đấy. Rồi, còn thông tin phụ là ví dụ Colchester County in the UK on May 24, 1544 gì đó. Đọc mệt quá, không cần. Mình bỏ qua cái đống này dùm cho Tuấn Anh, đừng có quan tâm nó. Rồi, cái khúc đầu tiên có cần quan tâm không? Mặc dù nó là cái trạng ngữ nhưng nó cũng có góp phần đưa đến thông tin cho mình, thì mình cố gắng mình đọc nó nếu có thể. Rồi, born in an eminent local family, tức nghĩa là được sinh ra ở trong một gia đình ưu việt, ưu tú ở địa phương đó, ở cái quận này, ở ngày tháng năm này. Rồi, thì ông này ổng mới đi học ở trường grammar school, không biết trường gì, cứ đọc trong đầu grammar school. Và sau đó học ngành y. Medicine này á, bình thường nó là thuốc đúng không? Take medicine tức nghĩa là uống thuốc. Nhưng ở trong các cái ngành giáo dục hoặc là cái công việc á, thì medicine lại có nghĩa là y khoa, nghĩa là bác sĩ cho mọi người. Còn khi mà mình muốn nói tới cái ngành dược thì mình sẽ nói là pharmacy, nghĩa là dược, được chưa? Cho nên là đừng có lẫn lộn cái chỗ này tí xíu. Rồi, thì ổng học y khoa ở cái trường này và tốt nghiệp ở cái năm này. Rồi, xong mình chỉ cần biết cái việc đó thôi. Ổng sinh ra ở gia đình ưu việt và ổng đi học ở trường này trường kia. Đấy. Later, he traveled in the continent. Sau đó, ổng đi đi du ngoạn khắp nơi ở trong lục địa continent. Và eventually settled down in London. Và sau đó, ổn định. Và cuối cùng, eventually, tức nghĩa là finally, in the end, finally, cuối cùng thì ổng settled down, ổn định, an cư lạc nghiệp ở London, settled down, được chưa? Khi mà mình nói là the continent này á, thì ý nghĩa của nó là như thế nào? Xin mời mọi người xem cái bản đồ của Europe Map tí xíu. Cái này là kiến thức ngoài lề nhưng mà nó sẽ giúp cho mình đoán biết được rõ hơn tí. Khi mà mình nói về châu Âu á, ôi cái máy này chậm dễ sợ chậm. Rồi, khi mà mình nói về châu Âu á thì chúng ta thấy là cái đất nước Anh là một cái hòn đảo nằm tách biệt so với các đất nước khác. Còn toàn bộ những cái đất nước mà dính liền, dính chùm với nhau như thế này á thì người ta gọi là continent, là cái lục địa, được chưa? Toàn bộ cái này gọi là châu lục, nhưng mà cái khúc này gọi là continent, là lục địa. Nó dính ở với đất liền. Còn đất nước Anh, ông này ông sinh ra ở Anh thì ông sống ở Anh là một cái hòn đảo lớn. Còn đống này là cái lục địa. Rồi, quay lại với cái bài. Rồi, có ai không hiểu về cái câu mà có cái chỗ born in an eminent local family không? Tại sao ở đây lại có cái born này mà không có chủ ngữ? Có ai không hiểu không? Mình nhờ một bạn giải thích cho cả lớp dùm cho Tuấn Anh nha. Mời bạn Tiến và bạn Quốc Tiến giúp dùm cho Tuấn Anh thử. Hello. Đó, rồi mời bạn nói cho cả lớp nghe. Cái này em không biết anh ơi. Vậy sao nãy không nói? Em hay quá. Em đang định đánh á. Mọi người phải
có cái tinh thần là không biết chỗ nào thì phải ngay lập tức giơ tay lên nha, không được giấu. Tại vì giấu thì làm sao mà mình có thể giải thích được cho các bạn được. Mời bạn Thanh Chu. Dạ, cái chỗ này không có chủ ngữ là bởi vì nó là kiểu mệnh đề quan hệ, nó viết tắt của who was born. Rồi một ý kiến thật sự thì cũng chưa chính xác lắm, nhưng mà em cũng có thể hiểu được nó là mời là một tí xíu. Rồi một bạn nữa giúp dùm cho mình đi, mời bạn Huyền Minh nhé. Sorry. Rồi anh bật micro lên rồi. Em nghĩ là em cũng nghĩ là mệnh đề quan hệ. Cái câu này là he was born in and da 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 đó. Thì sau thế này như kiểu là để Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ít nhất là các bạn cũng phải nêu lên được cái ý kiến của mình để mình xem là các bạn có hiểu đúng vấn đề hay không, hoặc là các bạn có bị lỗ hổng ở một cái chỗ nào đó hay không thì mình mới là giải thích được ha. Tại vì cái lớp IELTS á, là mình sẽ đang expect là mọi người hiểu được nó một tí xíu, tức nghĩa là có cái ngữ pháp khá là vững rồi, thì mình hướng dẫn thêm về những cái chiến lược hoặc là những cái bí quyết làm bài. Tuy nhiên là mỗi người sẽ có những cái lỗ hổng khác nhau, cho nên là mình muốn mọi người cố gắng thấy chỗ nào không hiểu thì mọi người hỏi ngay ha. Hoặc là trong lúc các bạn tự học ở nhà, các bạn cảm thấy là có cái gì không hiểu thì cứ nhắn Skype, khi anh ơi mình có cái này mình không hiểu, bạn có thể giải thích giùm cho mình được không. Thì giải thích được ngay tại chỗ thì mình sẽ nói, còn không thì mình sẽ gom tới một cái buổi học nào đó mình nói với mọi người. Rồi bây giờ mình xem như thế này, mình có cái câu là bây giờ mình sẽ born in, cái thông tin phụ thì mình bỏ đi ha. Born in an eminent local family, he went to grammar school and then studied medicine. Đóng này đi. Cái câu này rút gọn lại thì cho nó đơn giản là ổng sinh ra ở này, nói trong tiếng Việt như thế này nè: sinh ra trong một gia đình ưu tú thì ổng đi học trường grammar school và sau đó đi học ngành y khoa. Rồi vậy thì cái cụm chủ vị chính của mình ở đây ấy là mình có he là chủ ngữ, sau đó went to grammar school là vị ngữ thứ nhất, and then study là vị ngữ số 2. Như vậy vai trò của cái đoạn born in, ủa xin lỗi, mọi người có thấy được cái màn hình bên này không? Xin lỗi mọi người. Đây, mọi người xem cái câu này nè. He là cái chủ ngữ, went là cái vị ngữ thứ nhất, study là cái vị ngữ thứ hai, được chưa? Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra cái born này nó đóng vai trò gì ở đây? Thì born này á, là đóng vai trò làm cái trạng ngữ, tức nghĩa là khi mà ổng sinh ra ở trong cái gia đình này thì đồng thời ổng cũng đi đến học ở cái trường này và sau đó ổng học cái ngành kia, được chưa? Thì cái câu này có thể viết lại là như thế này nè mọi người: He was born in an eminent local family. Và sau đó câu số 2. He also went to grammar school and then studied medicine. Như vậy hai câu này có cùng một cái chủ ngữ, do đó là mình có thể nối ghép lại để biến cái câu đầu tiên thành cái trạng ngữ. Và ghép lại như thế nào? Was born là ở thể bị động, được chưa? Thể bị động thì mình sẽ có cái dạng tương ứng của nó là gì? Là verb past participle, verb cột 3, born. Thì mình sẽ nối lại, mình sẽ bỏ cái động từ to be đi và mình chỉ còn có born mà thôi, được chưa? Được sinh ra ở trong gia đình này thì ổng đi đến học, được sinh ra trong gia đình ưu tú này cho nên là ổng được đi học trường grammar school, chắc là một cái giờ trường dạng gọi là cao cấp, và sau đó còn đi học y khoa nữa. Thì trước giờ mình cũng biết là cái ngành y là cái ngành mà gọi là cao cấp thôi mọi người ha, là như vậy. Rồi tiếp tục bây giờ nói như là I live in, ví dụ I live in Australia and I miss home so much. Tôi sống ở Australia và tôi nhớ nhà quá quá đi mất. Thì chúng ta nối ghép lại như thế nào? Chúng ta sẽ thấy ở đây là cái dạng chủ động, đúng không? Do đó khi ghép lại, trong lúc
Tôi sống ở Australia. Living in Australia. I miss home so much. Được chưa? Sống ở Australia thì tôi nhớ nhà quá đi mất. Thì live nó sẽ biến thành living bởi vì đây là thể chủ động. Thể chủ động biến thành living. Rồi ở đây á, mình xài là verb số 3. Ngoài ra mình cũng có thể là mình có thể ghi đầy đủ là being born in an eminent local family. Được chưa? Rồi, một ví dụ nữa. He is a famous scientist. Ví dụ như là Edison. Edison là một nhà khoa học nổi tiếng và ông ấy was a famous scientist. He invented the gì ta? Ông phát minh ra cái gì? Ông phát minh ra bóng đèn, the light bulb. Ví dụ như thế. Thì bây giờ làm sao? Mình có thể chuyển đổi như thế nào đây? Thứ nhất, mình thấy có động từ to be, đúng không? Nhưng mà nó lại kết hợp với cái danh từ chết rồi. Đổi làm sao đây? Mình có hai cách đổi như sau. Một, mình coi cái to be này là cái thể chủ động. Mình có thể nói là being a famous scientist. He invented the light bulb. Được chưa? Thứ hai, có thể bỏ luôn to be luôn. A famous scientist. He invented the light bulb. Hoặc as a famous scientist. Đó, thì he, ông làm gì đó, vân 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 phía sau. Với vai trò là một cái người nhà khoa học nổi tiếng thì ông đã phát minh ra cái bóng đèn điện đó, ví dụ như thế. Thì ba cái dạng khác nhau nhé. Thứ nhất là thể bị động thì mình sẽ xài verb 3 và có thể có being ở phía trên nếu mình coi cái động từ to be là thể chủ động. Yeah. Rồi, thứ hai, chủ động thì dĩ nhiên là mình sẽ chuyển thành verb in. Thứ ba, to be cộng với danh từ thì mình có thể being danh từ hoặc là đơn giản là danh từ mà thôi, hoặc là as a famous scientist, khi ổng là một cái nhà khoa học. Khi mà mình nối lại thành một cái trạng ngữ như vậy thì nó có thể mang bất kỳ cái ý nghĩa gì, bất kỳ ý nghĩa quan hệ gì luôn á. Ví dụ như là vì ổng là nhà khoa học nổi tiếng nên ổng ổng phát minh ra. Khi ổng là nhà khoa học nổi tiếng ổng phát minh ra. Do ổng là nhà khoa học nổi tiếng ổng phát minh ra. Trong khi ổng là nhà khoa học nổi tiếng ổng đã phát minh ra. Nó mang được bất kỳ một cái mối quan hệ nào đó luôn. Và cái mối quan hệ đó người đọc phải tự ngầm hiểu, chứ người viết không giải thích dùm. Đó, được chưa? Rồi, xong. Mình quay lại với cái bài chính của mình nha. Thì mình giải quyết cái vấn nạn về lỗ hổng ngữ pháp mà không ai chịu lên tiếng ở đây. Xong, bây giờ tới cái đoạn, còn ai muốn hỏi gì nữa không? Tới đoạn C, đoạn D nha. Đoạn C, đoạn D hơi dài, mình vào một bạn làm đoạn C dùm cho nó nha. Đoạn C có bạn nào xung phong không? Bây giờ mình vừa đọc cái đoạn này, mình vừa làm cái bài phía bên tay này luôn nha. Mình nhờ bạn Huyền Minh, hồi nãy bạn vừa đọc xong á, thì bạn giải thích cái list của mấy cái heading ở bên này dùm cho mọi người. Ủa đâu rồi? Alo, alo. Alo, rồi, em giải thích dùm cho anh cái 10 cái heading này với. Là mình giờ dịch ra đúng không? Ừ, giải thích thôi, không cần dịch cũng được, tại vì nó ngắn mà. Mình giải thích. Không, dịch thôi, ok, dịch thôi. Dạ, thì cái đầu tiên là những năm đầu của Gilbert. Cái thứ hai là những cái nói về những cái điều mới về cái nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học của ông. Cái thứ ba là sự phát triển của hóa học. Cái thứ tư là những thiên văn học, những cái thắc mắc về cái thiên văn học truyền thống.
Cái thứ năm là những cái người tiên phong của những của khoa học sơ khai. Tiếp theo là sự công nhận Doanh về nghiệp. và văn hóa. Thứ bảy là trở thành chủ tịch của cộng đồng hội khoa học hoàng gia. Cái thứ tám là những tác phẩm tuyệt vời của Gilbert, chính là những khám phá của ông về từ trường. Cái cuối cùng là cái cuối cùng là sự thay đổi của ông về focus. Ok, sự thay đổi về focus. Focus nghĩa là cái sự tập trung, tức nghĩa là ông muốn nghiêng về vấn đề, ông muốn tập trung nghiên cứu về vấn đề gì đó trước đây, thì bây giờ ông đổi cái chuyển hướng cái tập trung của ông vào một cái lĩnh vực khác, ví dụ vậy. Rồi, early years, mọi người sẽ thường hay thấy cái cụm này ha, early years. Khi mà mọi người đọc tiểu sử của một cái người nào đó, ủa sao cái này không có kéo được trời. Khi mà mọi người đọc mở Wikipedia lên một cái người nổi tiếng nào đó, thì mình sẽ thấy là early year. Early year tức nghĩa là những năm đầu trong cuộc đời của một người nào đó, được chưa? Những năm đầu trong cuộc đời. Rồi, what was new about, tức là có gì mới về trong cái phương pháp nghiên cứu khoa học của ổng hay không? Rồi, development of chemistry, bạn nói rồi ha, rất là dễ, là sự phát triển thôi. Questioning traditional astronomy. Question này á, là một cái hành động. Hành động này nó mang nhiều cái nghĩa lắm mọi người, nhưng mà mình nó đều xuất phát từ cái danh từ question, tức nghĩa là câu hỏi. Thì khi mà question như vậy thì người ta có nhiều cái nghĩa. Thứ nhất nghĩa là hỏi, hỏi về một cái gì đó. Hai là người ta tra khảo, người ta chất vấn. Thứ ba là người ta nghi ngờ về một cái điều gì đó. Thì khi mà mình đọc cái question này, questioning này, thì mình sẽ có nhiều cái ý nghĩa như thế. Do đó là mình sẽ tùy thuộc vào cái, giúp nữa mình coi cái hoàn cảnh của cái bài có cái chỗ nào mà có một trong ba cái nghĩa này không, thì mình sẽ xác định cái việc đó ha. Question có nhiều nghĩa lắm, hỏi, tra khảo, chất vấn, nghi vấn, những gì nó liên quan đến cái động từ, cái danh từ câu hỏi luôn. Pioneers là người dẫn đầu, được chưa? Early science bạn nói rồi đó. Professional and social recognition. Recognition là gì? Có ai giải thích được không? Recognize tức nghĩa là nhận ra. Ví dụ tôi đi ra ngoài đường và tôi nhận ra cái cô ca sĩ Mỹ Tâm. I recognize Mỹ Tâm when I was walking down the street. Ví dụ như vậy, recognize, nhận ra. Thì khi mà một xã hội mà họ nhận ra một cái người nào đó, thì tức nghĩa là họ đang công nhận người đó. Công nhận ha, chứ không phải là coi như người đó là người thường hay là một người vô hình nào đấy. Người ta đang công nhận một người nào đó về cái sự giỏi giang hoặc là nổi tiếng của họ. Social recognition tức nghĩa là cộng đồng công nhận. Còn thứ hai nữa là professional recognition, tức nghĩa là sự công nhận ở trong cái sự nghiệp của ổng. Ví dụ như là bạn làm kế toán đi, bạn đạt được cái bằng ACCA hoặc là CPA chẳng hạn như vậy, thì bạn sẽ có được cái professional recognition, người ta sẽ công nhận bạn là một cái người kế toán mà đạt tiêu chuẩn, được chưa? Hoặc là bác sĩ mà học lên được tới thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó thì sẽ đạt được cái professional recognition, ví dụ như thế. Chứ còn bác sĩ mà mới học cử nhân thôi á, thì không có được đi làm khám chữa bệnh như mình nghĩ đâu. Rồi, ví dụ vậy. Rồi, becoming the president of gì gì đó thì mình sẽ biết được là làm president của cái tổ chức này. The great works of Gilbert tức nghĩa là những cái công trình, những bạn nói là tác phẩm đó, thì tức nghĩa là bởi vì mình xem cái trong môi trường là văn học thì hoặc là họa sĩ hay là các cái nghệ sĩ này nọ, thì cái work này là cái tác phẩm mà họ tạo ra, cái sản phẩm họ tạo ra. Nhưng mà đối với những lĩnh vực khác đó, mình sẽ coi đó là cái công trình hoặc là cái sản phẩm, cái gì mà họ họ tạo ra được, được chưa? Thì ở ông này, ông là scientist, ông là nhà khoa học, thành ra là đó là cái công trình của ổng hoặc là những cái thành tựu của ổng, được chưa? Discovery about magnetism là khám phá ra nam châm hoặc là tự tính gì đấy. Change of focus mới nói nãy rồi ha. Rồi, bây giờ mời bạn Huyền Minh, bạn giúp dùm cho Kian hai cái đoạn A và B, mình sẽ điền những cái
những cái tiêu đề nào thích hợp ở đây? Dạ, đoạn A là em chọn 5 ạ. Đoạn A chọn 5 và đoạn B chọn Chọn 1 ạ. chọn 1. Có ai ra được đáp án khác không? Mọi người, có ai khác nói liền. Đoạn 5, cái tiêu đề số 5 là gì? Số 5, Pioneers of the Early Science, là những nhà tiên phong trong cái ngành khoa học ở thời điểm mới bắt đầu. Thì dĩ nhiên là cái pioneers mình sẽ liên hệ lại ngay với cái từ khóa ở ngay cái câu topic sentence của cái đoạn A này rồi, pioneers. Và sau này nó còn xuất hiện ở trong cái bài nữa hay không? Có vẻ là không. Và hơn nữa là nó còn xuất hiện ngay cái topic sentence nữa, cho nên là mình sẽ chọn cái này. Các bạn sẽ thấy là khi mà nói là pioneers đúng không, là những nhà tiên phong, thì mình confirm lại một lần nữa là nó có đi đúng số nhiều hay không. Yes, số nhiều đây là Galileo and Gilbert. Và ở đây không chỉ là đúng rồi, thì cái này nó nói về những người tiên phong, và cái việc trình bày ở dưới đây chỉ toàn nói về cái việc là tại sao ổng là người tiên phong đúng không? Ổng là first to do something gì đó. Prior to him thì mọi người không biết đến cái gì khác ngoài cái đá từ tính đó mà thôi. Được chưa? Rồi, đoạn B là bạn chọn tiêu đề một, Early Years of Gilbert. Hợp lý không mọi người? Hợp lý không? Bởi vì trong cuộc đời của một người nào đó thì cái early years, tức là cái quá trình mà họ lớn lên, họ học tập trước khi mà họ trưởng thành, được chưa? Thì mình có thể thấy được là phần lớn cái đoạn này nó đang nói về cái việc mà ông lớn lên học tập như thế nào đó, thì gọi là early years. Và chỉ có vỏn vẹn một câu nói về cái việc là cuối cùng ông sống ở đâu mà thôi. Later he traveled the continent and settled down in London, là cả một cái khoảng đời về sau chỉ có một cái câu đó thôi, thì nó không phải là cái nội dung chính. Nội dung chính là gần hết ba dòng này rồi. Vậy là hai câu đúng. Mình mời một bạn giúp mình câu C nhé. Cho em mời chị Hương. Chị đây, Rồi, chị giúp em câu anh C. ấy là một bác sĩ ưu tú và rất là thành công, và tất cả những cái này lên đến đỉnh cao trong cái việc anh ấy được trong cái cuộc bầu cử của anh của ông để làm president của cái tổ chức này, và anh ấy cũng được giao cho làm bác sĩ riêng của kinh của nữ hoàng, và sau đó thì được nữ hoàng phong tước anh ấy để phục vụ rất là tận tâm cho bà cho đến khi anh ấy mất. Tuy nhiên anh ấy cũng không sống lâu Đúng và thời gian dài, và mất vào ngày 30 tháng 11 năm 1963, chỉ vài tháng sau khi mà cái appointment. cái sự chỉ định cho anh ấy như là một cái bác sĩ riêng cho cô James Rồi, là ok. Và kia sau đó chị chọn cái câu C đó là tiêu đề nào? sau C là cái gì mà có president 7 becoming the con lại thì cũng là để làm Bảy. câu câu từ 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 câu Bình tĩnh, bình tĩnh. đang đang hỏi câu C đúng không em? C. Câu C câu C là chị chọn cái condition đó, Cái nào? Cái recognition, professional and social recognition, đúng không? Ok, bây giờ mọi người xem là cái bài này có thật sự là nói về cái recognition hay không nhé. Mình coi nè. He was a very successful and eminent doctor. Mọi người hiểu không? Các bạn đã hiểu rồi. All this culminated in his election. Đảm bảo luôn, nhìn cái từ này là sẽ nói chung là ai cũng thấy hết. Các bạn yên tâm là trong bài reading lúc nào mình cũng có thấy từ mới hết. Và vấn đề của mình không phải là cố gắng hiểu, không phải là biết được hết mọi từ để mà đi thi mình ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình hiểu nó theo hết sức khả năng của mình có thể mà thôi. Thì tất cả những cái này nó sẽ culminated trong cái election cho cái president của cái hội này. À, như vậy thì election thấy quen không? Bầu cử tổng thống Mỹ, election.
election, cuộc bầu cử. President là vị chủ tịch hay là bất kỳ cái gì đó, những người dẫn, người đứng đầu của một cái tổ chức nào đấy, president của cái hội này, Royal Science Society. Rồi, thì cái combination này mình có thể không biết cũng được cả nó, nhưng mà nó sẽ có nghĩa là nó lên đến đỉnh cao, lên đến đỉnh cao khi mà ổng tham gia vào cái cuộc bầu cử, khi tham gia vào cái cuộc bầu cử tranh cử chủ tịch của cái hội này. Rồi, he was also appointed personal physician to the Queen Elizabeth. Appoint này ở đây nhân tiện với cái chữ appoint, mình sẽ xin nói về cái chữ appointment ở phía dưới. Appointment bình thường á, mình đi nha sĩ, bác sĩ, gặp luật sư hay là gặp đối tác khách hàng gì đó thì mình make an appointment là gì? Đặt một cuộc hẹn, đúng không? Đặt một cuộc hẹn, schedule an appointment. Tuy nhiên ngoài ra nó cũng có một cái nghĩa khác nữa, nó bắt nguồn từ cái động từ appoint. Appoint tức nghĩa là chỉ định, ra lệnh cho ai đó làm một cái điều gì đó, quyết định chọn ai đó làm một cái điều gì đó, được chưa? Thì appoint tức nghĩa là chỉ định. Thì cái appointment này nghĩa là cái việc chỉ định nha, không phải là cái việc mà sắp xếp cuộc hẹn gì đó đó nữa, nhìn có chừng lộn. Rồi, he was also appointed personal physician. Từ này thấy quen không? Hôm bữa mình học chủ đề medical service thì để nói về bác sĩ mình có nhiều cái cách khác nhau. Mình có doctor nè, mình có physician nè, mình có medical practitioner. Được chưa? Tí nữa mình sẽ gửi, ai chưa có mình sẽ gửi là cái list đó sau. Rồi, personal là của cá nhân, là nói chung là bác sĩ của riêng của cái bà nữ hoàng này thôi. Then later knighted by the queen. Thì mình thấy gì quen, mình thấy có chữ knight là hiệp sĩ, đúng không? Và nó bị biến đổi thành verb, không có lạ gì hết. Những cái việc mà danh từ biến thành động từ đó là việc bình thường. Thì nó được biến thành verb mình sẽ hiểu là gì? Được phong làm hiệp sĩ, được nữ hoàng phong làm hiệp sĩ, được chưa? Và he faithfully served her until her death. Serve tức nghĩa là hầu hạ hoặc là phục vụ cho ai đó. Faithfully nghĩa là tận tâm. Ông tận tâm phục vụ cho đến khi nữ hoàng chết, nữ hoàng qua đời. However, he didn't outlive the queen for long. Cái outlive này á, mình không biết là cái gì thì mình phân tách ra làm hai cái yếu tố của nó. Out tức nghĩa là vượt trội, live là sống, như vậy là sống lâu hơn, sống thọ hơn. Các bạn nhớ cái đề bài về writing á, advantages, disadvantages. Do the advantages outweigh the disadvantages không? Thì cái chữ outweigh đó như thế nào? Chữ outweigh đó cũng gồm có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái out và thứ hai weigh. Weigh nghĩa là nặng, nặng bao nhiêu, đúng không? Sức nặng. Out tức nghĩa là vượt hơn, outweigh nghĩa là nó có chiếm ưu thế hơn. Rồi, outperform tương tự như thế, mình cũng tách làm hai thứ. Perform là thể hiện năng lực, out tức nghĩa là vượt trội hơn, được không mọi người? Outperform, outweigh. Rồi, ví dụ như là my son outperforms his classmates. Con trai của tôi thể hiện năng lực vượt trội hơn so với bạn cùng lớp của nó. Thì sau này mình bất cứ mình thấy một cái động từ gì đó mà có cái chữ out phía trước thì mình ngay lập tức mình biết nó là một cái sự vượt hơn, vượt trội. Mình cũng có chữ outdo. Cái chữ này nó kém phổ biến hơn nhưng mà vẫn có nha mọi người. Outdo. Rồi bất kỳ cái gì mà có chữ out nghĩa là nó vượt ra ngoài. Rồi, quay trở lại cái bài kia. Thì ổng không có sống nhiều hơn so với nữ hoàng, và không sống nhiều hơn, lâu hơn bao nhiêu cả, for long. Và die on cái ngày này, mình bỏ qua. Rồi, only a few months after his appointment as a personal physician to King James. Chỉ một vài tháng sau cái lệnh chỉ định ổng làm personal physician cho ông vua này. Ok, vậy mình đọc cái đoạn này mình cảm thấy là ổng có một cái sự thành công rực rỡ, đúng không?
thành công đó nó sẽ cho mình một cái cảm giác về việc mà mọi người công nhận ổng, công nhận bằng cách nào, được điều được điều định được điều được gì được chỉ định làm bác sĩ riêng cho cả nữ hoàng rồi cho vua rồi này nọ lùm la. Như vậy thì nó sẽ dẫn tới professional and social recognition, tức nghĩa là sự công nhận của xã hội và công nhận về nghề nghiệp. Vậy thì câu 3 mình sẽ chọn là số 6. Rồi có ai xung phong cái làm đoạn D không? Đoạn D nó hơi khó, hơi dài chứ không có khó. Bài này không có khó gì hết trơn á. Ai xung phong không? Chị Hương, chị có muốn làm đoạn D không? Làm nhiều từ không biết ha. Cứ mình cứ làm trong hết sức có thể của mình. Cái từ nào không biết đó mình cứ tạm gọi tên nó bằng tiếng Anh. Kể cả hành động mình cứ nói là ống như thế này như thế kia, kể nó tiếng Anh luôn. Gilbert thì lần đầu tiên là quan tâm đến hóa, nhưng sau này thì chuyển cái sự quan tâm này vào một cái phần lớn vào cái mindset của anatomy có liên quan, ví dụ như sự chịu đựng kim loại. Ông dần dần phát triển cái mối quan tâm của mình và vật lý, sau khi mà cái bộ óc vĩ đại của cổ thế giới cổ đại, thế giới cổ đại, đặc biệt là về cái kiến thức về cổ đại, Hy Lạp cổ đại, có về cái đá nam châm và qua những cái khoáng vật lại với sức mạnh để hút khí sắt. Trong cái thời gian này thì anh trở thành là một cái quốc gia vượt biển chính vào năm 1588, khi mà Tây Ban Nha thì đã bị thua, mở ra một con đường cho những cái mở ra con đường cho British Settlement of America. Rồi anh tiền của anh thì phụ thuộc vào Bà bàn tự tính, nhưng mà chưa có ai hiểu được nó làm việc như thế nào, nó hoạt động ra sao. Và cái người ta ở cực thì hút nó như là Columbus, một phần đã speculated là cái... Tôi bỏ qua, cái nó là speculated tí. Hay là có một cái núi từ trường tại cái cực này. Như được mô tả ở Axi, là cái mà thuyền sẽ không bao giờ tiếp cận được. Bởi vậy những cái thủy thủ thì Sailor nghĩ rằng nó sẽ kéo mà có thể gian ao của những cái món sắt và nail sẽ kiếm tiền cả đó. Và phù hợp gần 20 năm thì Gilbert đã tiến hành một cái thí nghiệm và để hiểu về từ trường và công việc của ông thì bao gồm những công trình của ông thì bao gồm trên cái từ trường, rồi cái bộ phận của cái từ trường và trái đất thì khúc của trái đất. Rồi mấy cái tên nhớ không, tên công trình, tên nghiên cứu bỏ qua, đừng quan tâm, đừng cố gắng hiểu nó, chỉ cần thấy tên nó được rồi, không cần hiểu nha mọi người. Nè, mọi người thấy cái đoạn này không? His works include on the magnetic body rồi gì đó. Cố gắng hiểu nó làm chi? Tốn thời gian, không cần thiết. Vì dù gì nó cũng chỉ là những cái tên mà thôi. Cái tên không có ăn được. Mình chỉ ăn được cái subject cộng verb thôi. Còn cái tên là không ăn được. Bỏ qua. Rồi. Mình quan tâm vậy, mình quan tâm cái his works include. Tình cư đống này rồi là xong. Những cái công trình của ổ bao gồm cái đống này. Rồi câu D, chị chọn tiêu đề gì? Cái D là mình chọn là 10 là hit channel of focus. Rồi tí nữa em sẽ hỏi chị sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lược lại cái nội dung tí xíu. Gilbert was first interested in chemistry. Đầu tiên là ổng có hứng thú với chemistry, với hóa học. Cái chữ này quen quá rồi. Nhưng later changed his focus nhé, là thay đổi cái sự quan tâm, thay đổi sự tập trung. Vì sao? Due to nghĩa là gì mọi người?
because of, được chưa? The large portion, cái phần lớn, portion tức nghĩa là cái phần, cái share, cái phần, một cái mảng miếng lớn gì đó của cái mysticism of alchemy involved, là cái sự bí ẩn mà alchemy nó có liên quan đến. Alchemy nghĩa là gì? Mặc dù là từ lạ, không phải lúc nào mình cũng có thể biết hết được, nhưng mà mình cố gắng mình biết càng nhiều càng tốt, để mà sau này reading mình có gặp lại đi nữa thì mình cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn. Alchemy, mình nhớ tới cái cuốn sách tên là The Alchemist, tức nghĩa là nhà giả kim thuật, các bạn nhớ không? Nhà giả kim thuật là nhà làm gì? Là những người mà hồi xưa họ cố gắng, họ tìm cách biến các kim loại thường thành vàng. À, như vậy là alchemist, là những người mà giả kim thuật. Vậy thì alchemy tức nghĩa là như là cái kỹ thuật mà làm biến đổi kim loại gì đấy. Rồi, mysticism, mình cũng không biết nó là cái gì luôn, nhưng mà mình liên hệ ngay tới cái chữ mà mình đã biết là mystery. Mystery nghĩa là gì? Sự bí ẩn, được chưa? Sự bí ẩn. Ngoài ra mình còn có cái tính từ là mystic hoặc là mystical, là bí ẩn. Rồi cũng có tính từ mysterious, cũng là bí ẩn luôn. Rồi, vậy thì nhắc, hồi nãy mình có nói về cái chữ hậu tố ism. Ism mà nó đưa vào một cái từ nào đó thì nó sẽ biến ngay cái từ đó thành danh từ, và nó sẽ có nghĩa, mang về nghĩa là một cái khái niệm nè, một cái trường phái, một cái học thuyết, một cái tư tưởng, một cái tính chất hay bất kỳ một cái gì đó. Nói chung đó, thì mình sẽ thấy nó là biến thành một cái danh từ liên quan đến sự bí ẩn. Chưa? Bí ẩn của cái alchemy này, của cái giả kim thuật này. Such as the transmutation of metal. Rồi, mình có cái transmutation là cái gì? Mình không biết luôn. Thì cả nó, vì sao vậy? Vì đây vốn dĩ nó cũng chỉ là cái thông tin phụ mà thôi. Đó là giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy hoặc là hai dấu gạch ngang, thì thường nó là cái thông tin phụ đi kèm thêm mà thôi. Mình có hiểu được nó thì tốt, không hiểu thì thôi ha, bởi vì nó không ăn được. Mình chỉ lấy được những cái gì mà là hành động thôi. Hành động đây là later change his focus, được chưa? Rồi, thì cái transmutation này tức nghĩa là cái sự chuyển hóa, biến đổi các cái loại kim loại. Rồi, thôi. He gradually developed his interest in physics. Ông dần dần phát triển, tăng lên cái sự hứng thú với vật lý. Interest này tức nghĩa là sự hứng thú, nó đi cùng với cái chữ interesting, thú vị, đúng không? Develop là bình thường thì mình hay nói là phát triển, nhưng mà phát triển đó chỉ dành cho những cái kỹ thuật hay là những cái nền kinh tế hay là đồng tiền thì nó mới develop theo cái kiểu vậy thôi. Còn bình thường nó sẽ có nghĩa là tăng lên, được chưa? Tăng lên. Gradually, chữ này mình gặp ở trong cái writing task one, tức nghĩa là dần dần, dần tăng cái sự hứng thú đối với physics. After the great minds of the ancients, đi sau những cái bộ óc thiên tài, bộ óc vĩ đại của thế giới cổ đại. Particularly about the knowledge the ancient Greeks had about the lost stone. Cụ thể là về cái kiến thức mà người Hy Lạp cổ đại, the ancient Greeks, đã có về cái lost stone. Trong trường hợp bạn nào không biết cái lost stone là gì, mà Tuấn Anh ban đầu Tuấn Anh đọc cũng chẳng biết lost stone thôi, Tuấn Anh chỉ nói lost stone được thôi, và mình chỉ giữ trong đầu nó là ok, cái bài này có một cái khái niệm đó về cái lost stone, vậy thôi, chứ mình không cần phải cố gắng mình hiểu cái lost stone là cái gì. Mình chỉ biết cái stone, cục đá, như vậy cái lost stone là cái cục đá gì đó, được chưa? Rồi, strange minerals là những cái khoáng vật, khoáng chất kỳ lạ với cái sức mạnh là khả năng attract iron, tức nghĩa là thu hút những cái vật liệu bằng sắt. Attract nghĩa là thu hút. Yeah. Rồi, thì cái cụm này là nó đang bổ nghĩa cho cái gì? Tại sao cái đống này nó có with, rồi the power to attract, tới đây mới có cái động từ?
Động từ này là động từ đi với the power to do something, khả năng để làm điều gì đó. Như vậy cái đoạn này không có động từ. Chính cái đoạn này chính là một cái mệnh đề quan hệ relative clause để giải thích cho cái lodestone. Đó. Đó. In the meantime, Britain became a major seafaring nation năm 1588. Trong lúc đó, in the meantime nghĩa là sao? At that time, trong lúc đó, thì Britain trở thành một đất nước quốc gia hùng mạnh về đi biển, seafaring. Mình không biết seafaring là cái gì, nhưng mà mình thấy có chữ sea ở đây. Rồi ok, một cái đất nước gì đó dính dáng đến cái sea. Mà major là lớn, là hùng mạnh, là chủ yếu. Được chưa? Khi mà the Spanish Armada was defeated, khi mà cái lực lượng Spanish Armada này đó bị đánh bại, defeated, đánh bại. Opening, mở đường ra, opening the way, mở đường cho British settlement of America. Xin lỗi mọi người. Settlement là cái sự định cư. Định cư ha. Định cư của người người Anh ở đất Mỹ, ở America. Các bạn cũng biết là cái cuộc khám phá của Columbus này nọ gì đó, đi mở rộng di cư qua đất nước Mỹ. Rồi. British ship depended on the magnetic compass. Các bạn lưu ý ở đây dependent nghĩa là nó nằm ở trong quá khứ, nó phụ thuộc. Những chiếc tàu của nước Anh nó phụ thuộc vào cái on, dependent on nhé. Dependent on the magnetic compass. Các bạn cần phải tập quen với cái chữ này. Compass nghĩa là cái la bàn. Ở trên cái điện thoại của chính các bạn cũng có chữ compass đó. Rồi, yet nghĩa là But no one understood why it worked. Nhưng mà không ai hiểu làm sao nó có thể hoạt động được. Why it worked. Did the polar star attracted it? As Columbus once speculated. Vậy thì cái cụm này là cái cụm mà nó gọi là relative clause. Thì mình có thể mình bỏ qua ha. Mình chỉ cần quan tâm là cái subject verb là gì. Là polar star attracted it. Nó có cái polar star là cái gì? Sao bắt đầu có thu hút cái lá bàn đó hay không? Đó. Rồi, as Columbus once speculated, như là Columbus đã từng một lần chứng kiến, speculated, chứng kiến. Or was there a magnetic mountain at the pole? Hay là có một cái ngọn núi từ trường ở the pole? Pole là ở cái cực. North Pole, South Pole, Bắc Cực, Nam Cực. Rồi tại sao cái này là Pole Star? Sao bắt đầu? Sao bắt đầu là do nó luôn luôn mình nhìn thấy, do mình luôn nhìn thấy nó ở hướng Bắc. Do đó là gọi là Pole Star là như vậy. As described in Odyssey, mình không cần biết này, tại vì nó là relative clause, cái thông tin phụ. Vậy thì was there a magnetic mountain at the pole là xong cái dữ kiện mình cần biết. Hai dữ kiện mình cần biết là did the pole star attract it hay là was there a magnetic mountain at the pole, được chưa? Rồi, as described in the Odyssey, như là được miêu tả trong cái bản gì là bản hồn trường ca Odyssey gì đó đó. Rồi, which ships would never approach, lại tiếp tục một cái relative clause nữa, mình lại tiếp tục bỏ qua. Nơi mà những nơi cái ngọn núi magnetic đó nó các con tàu không thể nào đến được. Because the sailor thought its hooves would yank out all their lion nails and fitting. Đó, các bạn thấy là một đống những cái đoạn ở phía sau này là cái thông tin phụ thôi, bởi vì sau cùng thì hai cái chính mà mình muốn biết là do nguyên nhân này hay là do nguyên nhân này. Được chưa? Còn cái đoạn phía sau nó chỉ giải thích về cái magnetic mountain thôi. Magnetic mountain như là được miêu tả trong cái trường ca Odyssey là nơi mà các con tàu không bao giờ đến được, bởi vì các thủy thủ tin rằng là cái lực hút của nó sẽ làm tan nát hết
tất cả những cái iron nails and fitting, tất cả những cái đinh tán, những cái thiết bị lắp đặt bằng sắt ở trong cái tàu của họ. Đó, được chưa? Thì các bạn đọc xong các bạn hiểu cái đoạn này rồi thì các bạn sẽ nhận thấy là tất cả mọi cái này cuối cùng chỉ là thông tin phụ. Rồi, for nearly 20 years, trong vòng 20 năm thì William Gilbert conducted ingenious experience. Ông này đã thực hiện, conduct tức nghĩa là do, thực hiện những cái thí nghiệm thật sự là thông minh, genius nghĩa là thiên tài. Thì mình sẽ có ingenious, nó không phải là đối ngược lại của thiên tài, mà đây là tính từ là rất là thông minh, được chưa? Để mà understand magnetism. Và his works include cái đống này, đống này, đống này. Như vậy mình nhìn vào ở đây mình cảm thấy ngay có hai cái việc như sau. Thứ nhất, mình thấy ngay có cái từ khóa change his focus ở cái câu đầu tiên. Và thứ hai, mình thấy có cái his work includes something ở đây, là những cái tác phẩm hoặc là những công trình nó bao gồm cái gì đó. Vậy bây giờ mình muốn hỏi ý kiến của một số bạn. Lát em mời chị Thanh Tuyết nha. Mình sẽ mời một bạn có cái tên hơi ngộ nghĩnh là Acer, chắc bạn chưa đổi tên. Bạn sẽ cảm nhận thấy là cái đoạn ở đây nên xài cái tiêu đề là số 10, his change of focus, hay là his work, cái great works of Gilbert, số 10 hay là số 8? Alo, xin lỗi bạn, bạn nói lớn lên dùm cho Kiên với. Alo. Rồi, rồi. Đối với cái đoạn này mình thấy có hai cái dấu hiệu. Thứ nhất là change his focus, thì có vẻ nó liên quan đến cái số tiêu đề số 10 là his change of focus. Thứ hai, mình cũng có thấy his work include ở phía cuối, nó hơi liên quan đến the great works of Gilbert. Vậy thì lúc nãy mình làm bài thì mình đã chọn cái đoạn D này là tiêu đề gì? À, có phải là số đánh số thứ tự là số 5 đúng không ạ? Số 56 hả? ESD, AD, và đây là E. Em chọn là his change of focus. His change of focus, rồi cảm ơn bạn. Bạn có thể nói với lớp là tại sao mình chọn his change of focus không? Có bạn nào có ý kiến khác ngoài hai cái tiêu đề mà Tuấn Anh gợi ý không? Có bạn nào đã chọn một cái tiêu đề khác nữa cho cái đoạn D này không? Nhắn vào chat box ngay. Đừng sợ gì hết. Mình phải thấy được cái lỗi sai của mình và mình hiểu được tại sao mình sai thì sau này mình mới tránh được. Tại sao mình sẽ chọn là change of focus mà không chọn là great work of Gilbert? Mình chưa nói nào đúng nào sai nhé. Em nói tiếp đúng không ạ? Ừ. Em nghĩ là Gilbert cái chuyên môn trước đó đã good rồi, nhưng mà sau đó thay đổi qua một cái khác về chemist. Nên em mới chọn cái là change his focus. Nhưng mà cũng sẽ có những bạn, bạn hỏi là ủa anh ơi, cái đoạn này nó cũng có cái câu tên là his works include ngay cái câu cuối, sao mình không chọn là the great works of Gilbert? Có bạn nào muốn phát biểu không? Bạn cứ chỉ cần bấm một dấu chấm vào trong chat box, mình sẽ mở cái micro lên. Đừng lo gì cả, đừng không cần phải đánh quá nhiều vào trong chat box. Rồi có bạn nào giúp giùm mình không? Chị Hương ơi, chị có thể giải thích cái việc này không? Chị chọn cái trang hợp podcast được là cái nội dung chính mình đọc lên mình thấy là nói về cái sự là thay đổi cái nghiên cứu của ông này. Còn cái câu cuối cùng hít lên nó chỉ là một câu thông tin phụ đưa thêm vào cuối đoạn thôi, chứ nó không hề liên quan gì đến cái đoạn đó, những cái dòng trước đó. Rồi, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Các bạn có đồng tình với chị Hương hay không? Tức nghĩa là như thế này, ngay cái câu thường á, là một cái đoạn nó sẽ có cái câu chủ đề,
Câu chủ đề topic sentence thường nó nằm ở đầu đoạn hoặc là ở cuối đoạn. Nha. Rồi nếu không có ở đầu đoạn, không có cuối đoạn thì nó sẽ nằm đâu đó ở trong cái đoạn. Và phải cẩn thận một tí xíu, bởi vì nó có nằm ở đầu đoạn hay là cuối đoạn đi nữa thì mình phải nhận định được vấn đề, là mình hiểu được cái đoạn đó nó thật sự nó nói về cái gì. Cái câu chủ đề mình xác định đầu đoạn hay cuối đoạn gì đó, nó chỉ là một cái hint, một cái tip để mà mình nhanh chóng mình tìm những cái thông tin cần thiết. Nhưng cần thiết xong rồi thì mình phải xác nhận lại coi là nó có thật sự đúng là cái bài trong cái đoạn đó nó là theo cái câu chủ đề đó hay không. Nếu không phải, vậy thì câu đó không hề là cái câu chủ đề, được chưa? Thì ở đây mình có hai cái câu. Thứ nhất, câu đầu là ổng có cái sự thay đổi, chuyển sang cái hướng là alchemy, được chưa? Và cái câu thứ hai là his works include cái đống này. Như vậy, bất kỳ cái đoạn này nếu mà theo cái chủ đề nào đấy thì những cái câu còn lại nó phải xoay quanh cái chủ đề đó. Đấy. Thì nếu như mà cái chủ đề của cái câu này là his work include cái tác phẩm này, tác phẩm này, tác phẩm này, thì những cái ở phía trên nó có nói về những cái tác phẩm đó hay không? Không, ngoại trừ có một cái câu màu đầu thôi, là trong vòng 20 năm kia thì ổng đã làm những cái thí nghiệm thực sự là quá thông minh để mà có thể hiểu được cái magnetism. Magnetism. Rồi, và cái câu này nó cũng không hề giải thích được cho cái his works include cái đống này. Mà ngược lại, cái câu his work include này á, nó đang đi giải thích thêm cho cái for nearly 20 years này ổng đã làm cái gì đó. 20 năm này ổng đã dùng để mà có những cái thí nghiệm kia, rồi ổng đã có được những cái tác phẩm này. Đó là cái câu này nó giải thích cho cái câu liền trên. Như vậy cái câu his work include này không phải là câu chủ đề của cái đoạn này. Rồi bây giờ mình quay lại với cái câu này. Câu này nói rằng là trước đây là quan tâm đến hóa học, nhưng sau này đã change his focus, đã thay đổi cái sự quan tâm đến cái mysticism of alchemy gì đó. Và nó những câu sau là những cái câu chuyện miêu tả rõ hơn về cái cuộc thay đổi của ổng. Ổng đang gradually develop his interest in physics. Ổng đã dần dần tăng cái sự thích thú đối với physics. Rồi ổng đã làm cái này làm cái kia, và trong lúc đó là cái Britain đã trở thành một cái đất nước hùng mạnh. Thì cái việc mà ổng đi giải thích cho cái magnetism này, nó giúp trong cái bối cảnh là Britain đang, các thủy thủ của Britain đang không biết là cái hoạt động của La Bàn nó như thế nào, do đó là họ cũng đang còn lúng túng không biết phải kiểm soát nó như thế nào, được chưa? Như vậy thì nó đang giải nghĩa tất cả những thứ này. Những gì mà ổng đang làm là nó bổ nghĩa cho cái việc ổng change his focus to alchemy, ví dụ như thế. Rồi như vậy thì cái câu D là X, là his change of focus ha. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn làm dùm câu E thật là nhanh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Hương và bạn sorry anh không biết bạn Acer tên gì. À em tên Thủy. Rồi cảm ơn bạn Thủy. Rồi mình mời bạn Khánh Nhi nhé. Dạ. Rồi em làm đoạn E giùm anh. Bắt đầu đi em. Dạ. Phát hiện của Weber đã rất quan trọng đối với vật lý hiện đại. Ông đã điều tra ra cái bản chất của cái từ tính và điện, và ông còn đặt ra các cái từ điện tử. Mặc dù cái niềm tin của ông ấy vào từ tính thì bị lack intent với cái spur season, như là việc sát tỏi vào đá vôi thì có thể vô hiệu hóa từ tính của nó. Một ví dụ của các thủy thủ thậm chí tin rằng cái mùi của
tỏi thì có thể interfere với cái sự hoạt động của cái la bàn. Đó là lý do tại sao mà cái người lái tàu thì bị cấm ăn, có hình như cấm ăn đúng không ạ? Ừ. Dạ. Nguy bác thì còn tìm ra được cái kim loại có thể được từ hóa bằng cách cọ sát các vật liệu như là lông thú, nhựa hoặc cái hoặc những thứ giống vậy. Ông đã đặt tên cho hai cái đầu của Nam Châm. Dạ. Là cực mạnh và cực nam đúng không ạ? Ừ. Các cái cực từ thì có thể attract or repulse tùy thuộc vào các cái polarity. Ngoài ra thì tuy nhiên sắt thông thường thì có thể bị thu hút bởi cái nam châm, nhưng mà anh ấy bắt đầu study. Dạ, anh ấy bắt đầu học cái mối quan hệ giữa cái từ tính và điện, và thật buồn là anh đã không hoàn thành được nó. Ông nghiên cứu về cái static tĩnh điện. Cái gì mà khó quá mình cứ đọc bằng tiếng Anh hết. You sử dụng cái amber và chat only để chứng minh rằng thì các cái vật thể có điện tích có thể hoạt động giống như là nam châm thu hút các mẫu giấy và vật nhỏ. Đó là tên của một người Pháp đã phát hiện ra rằng thực sự có hai điểm tích là dương và âm. Rồi ok, cảm ơn em. Và cuối cùng là mình chọn E là cái gì nhỉ? Em chọn E là số 9 anh. Số 9, his discovery about magnetism. Rồi cảm ơn em rất là nhiều, một cái sự cố gắng hiểu về cái câu này. Nói chung là mọi người đọc này mọi người sẽ rất là dễ hiểu, chỉ là mọi đừng khi mà chúng ta học bài với nhau, thảo luận với nhau á, đừng có cố gắng phải dịch ra hết tất cả. Mọi người chắc chắn là sẽ có chỗ mọi người không biết nó là cái gì và cũng không biết dịch nó là như thế nào. Các bạn có quyền đọc hẳn nó bằng tiếng Anh luôn. Mình chỉ quan trọng ở đây là đang xảy ra hoặc là ai làm cái gì mà thôi. Đó, được chưa? Rồi. Gilbert's discovery was so important to modern physics. Những cái mà phát hiện của ông Gilbert này quá quan trọng đối với cái vật lý hiện đại. He investigated the nature of magnetism electricity. Ông đã nghiên cứu điều tra về cái bản chất của cái magnetism, của cái từ tính và cái điện, được chưa? Investigate nghĩa là ở trong cái gọi là về lĩnh vực tội phạm thì mình hay nói là điều tra, đúng không? Xem xét, điều tra. Và như vậy á, thì mình sẽ suy ra cái nghĩa thông thường của nó là chúng ta ổng đang lục lọi xem xét một cái vấn đề gì đó, được chưa? Rồi, ngoài cái investigate mình còn một cái chữ nữa là examine, tức nghĩa là kiểm tra, điều tra, xem xét. Do vậy mới có cái từ là examination, tức nghĩa là cuộc thi, bài thi, cuộc kiểm tra, được không? Cái bài thi đó là để xem xét cái năng lực của các bạn. Cái bài thi đó là để xem xét cái trình độ của các bạn. Examination, được chưa? Nature bình thường mình có nghĩa là tự nhiên, thiên nhiên. Tuy nhiên mình còn có chữ nữa là nature of something, nghĩa là đặc tính hoặc là một cái tính chất của một cái điều gì đó. Ví dụ là the nature of a mother là cái đặc tính của một người mẹ. Ví dụ người mẹ có tính chất như thế nào, một cái đặc tính của người mẹ như thế nào thì mình sẽ gọi là nature, là bản tính. Rồi, he even coined the word electric. Ông ấy cũng đã gọi là chế tạo ra cái thuật ngữ tên là electric, tức nghĩa là điện. Điện này khác với điện tử nha em.
bởi vì điện tử là electricity. Electronic nghĩa là điện tử, tức nghĩa là những gì mà liên quan đến đến những cái còn tinh vi hơn nữa. Còn electric hoặc là electricity nó chỉ đơn giản là điện thôi. Hai cái việc nó khác nhau. Ví dụ là một cái quạt, hoặc là một cái máy lạnh, hoặc là một cái tủ lạnh, thì đó là những cái electric equipment, electric furniture, là những thiết bị điện. Còn những thiết bị điện tử là gì? Ví dụ smartphones, electronic device, đó là thiết bị điện tử. Được chưa? Coin này á, thì mình sẽ tạm hiểu, khi mà mình không biết coin này là gì á, mình sẽ biết được là he make the word, he create the word. Coin này á, bình thường nó có nghĩa là cái đồng tiền, đúng không? Khi người ta chế tạo ra, người ta sản xuất ra cái đồng tiền bằng bạc á, thì người ta nung nóng nó lên và người ta có một cái khuôn ép dập nó xuống, cọp một cái là nó ra cái hình mẫu của cái đồng tiền. Như vậy người ta đang muốn nói là ông đã cọp mát cái từ đồng, cái từ dòng điện. Yeah. Thì coin the word là như vậy, sinh ra đẻ ra một cái khái niệm gì đó. Rồi, though the early beliefs of magnetism, các bạn nhớ dùm cho Tuấn Anh cái though này á, có nhiều cái nghĩa khác nhau. Thứ nhất nó có nghĩa là but, được chưa? Ngoài ra nó có nghĩa là although, even though, mặc dù, chứ không còn là nhân nữa. Mặc dù những cái niềm tin thở sơ khai về từ tính là nó were also largely entangled with superstitions. Nó dính liền với cái superstitions. Entangled này không biết là cái gì, đúng không? Nhớ lại bộ phim Disney Tangled. Tangled, cổ có mái tóc rất dài hay bị rối, do đó entangled nghĩa là dính với một cái điều gì đó. Rồi, superstitions, những cái câu chuyện ma quỷ nè, rồi thần thánh rồi này nọ, là người ta hay nói là những cái hiện tượng siêu nhiên, superstitious, và câu chuyện siêu nhiên là superstition, được chưa? Như là gì? Such as thì cộng với danh từ hoặc là cộng danh từ. Ở đây mình thấy là đi với that. That này tức nghĩa là nó đại diện cho một cái cụm danh từ ha, là the fact that hoặc là the story that gì đó. Câu chuyện rằng là cái rubbing garlic on lodestone, là việc mà chà sát tỏi lên trên cái đá từ tính đó, thì nó sẽ làm neutralize, nó là trung dung, nó trung hòa lại cái từ tính trên đó. Neutral tức nghĩa là trung tính. Mình có acid, mình có kiềm, thì mình có neutral là trung tính. Như vậy thì nó làm mất đi cái từ tính. Rồi nhắc với bạn, bạn gì anh xin lỗi, hồi nãy anh quên mất tên rồi. Đá vôi là limestone, còn cái này là lodestone nha. Rồi hai cái khác nhau. Limestone cũng là một cái từ nó hay gặp, cho nên là mọi người cũng cố gắng lưu ý. Limestone, đá vôi, hang động đá vôi Quảng Bình, limestone. Rồi, có thể là làm mất đi cái từ tính. Một cái example being that, một example là rằng. Rằng gì? Seller even believe the smell of garlic would even interfere with the action of compass. Câu dài quá thì mình coi subject verb là gì. Thứ nhất, các thủy thủ tin rằng gì, cái mùi của tỏi có thể là gián đoạn cái hoạt động của la bàn. Do đó, which is why, đó là lý do tại sao helmsman, không biết là cái gì cả đó, mà các bạn cũng biết helmsman là người lái tàu, were forbidden to eat it, là bị cấm ăn tỏi near a ship's compass, bị cấm ăn tỏi gần cái la bàn. Gilbert also found that metals can be magnetized by rubbing materials such as fur. Ông cũng phát hiện ra là những cái kim loại cũng có thể từ tính hóa bằng cách là rubbing materials, bằng cách là chà sát lên với những cái vật liệu như là fur, là lông thú. Vậy lông chim là gì? Feather, nhớ nhé. Plastic, nhựa, hoặc là the like on them. The like tức nghĩa là những thứ giống vậy. The similar, the like. Được chưa? He named the ends of magnets.
ổng đặt tên cho hai cực của cái magnet. End này tức nghĩa là cái, bình thường nó là nghĩa là kết thúc, đúng không? Mình sẽ thấy là một cái vật gì đó nó có hai cái điểm kết thúc, hai cái cùng cực, như vậy nó là hai cái cực của một cái gì đó, hai cái cực của cái nam châm, hai cái điểm hai bên của cái nam châm, nó đặt tên là North Pole and South Pole, cực bắc cực nam. Rồi the magnetic poles, những cái cực của nam châm có thể attract or repel, có thể thu hút hoặc cũng có thể gì đó. Repel mình không biết là gì, mình tạm để đó, nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được bằng cách là trong môi trường này chiếc nam châm nó đang hút hoặc đẩy, repel. Depending on polarity, phụ thuộc vào cái cực của nó. In addition, thêm vào đó, ordinary iron, những cái vật liệu sắt thông thường, is always attracted to a magnet, luôn luôn bị hút bởi nam châm. Though, lại một tiếp tục một lần nữa, though này nghĩa là even though, although, mặc dù ổng started to study the relationship, mặc dù ổng bắt đầu cái việc nghiên cứu, study ở đây không còn là học nữa mà là nghiên cứu, research, study, nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa nam châm và điện. Nhưng buồn thay thì ổng đã không hoàn thành được nó. His research of static electricity, cái việc nghiên cứu của ổng về tĩnh điện, static electricity, mặc dù các bạn cũng không biết nó là tĩnh điện hay cái gì nữa, mình cứ đọc lên static electricity là được rồi. Bằng cách sử dụng amber and jet, thì bằng cách sử dụng hai này, nó chỉ thể hiện được rằng là demonstrate, show that là những cái object với cái electrical charges can work like magnets. Những cái vật thể mà được tích điện with electrical charges, được tích điện, mình không biết nó thì mình cũng ít nhất mình thấy được cái chữ electric trong này, được chưa? Được tích điện có thể hoạt động như là nam châm và nó thu hút, nam châm thu hút những cái small pieces of paper and stuff, thu hút những cái mảnh giấy nhỏ hoặc là những cái vật thể nhỏ. Rồi cuối cùng, it is a French guy named Dufay, một cái ông người Pháp tên là Dufay, ông đã discover that, ông đã phát hiện ra được rằng gì? There are actually two electrical charges. Thật sự là có hai cái gì đó tích điện. Rồi, positive and negative tức nghĩa là dương và âm, được chưa? Rồi, mình muốn giải thích cái câu này một tí xíu. Câu này thấy lạ không mọi người? Có ai giải thích được giùm mình không? Chuyển qua cái này tí nhá. New share. Rồi, cái câu it is a French guy named Dufay that discover. Thấy nó kỳ quá, tại sao vậy? Bởi vì nó có hai cái yếu tố chính như sau. A French guy named Dufay và discover. Rồi, mình có cấu trúc là it is someone that does something. Có một người nào đó làm cái việc gì đó. Cái người đó chính là cái người làm cái việc gì đấy. Đây thì mình sẽ nói rằng là chính cái ông người Pháp tên là Dufay này là cái người đã discover việc mà có hai cái đầu điện, có hai cái đầu điện điện, hai cái đầu của dòng điện, ví dụ vậy. Thì đó là chính là cái ông này. Ông này a French guy Dufay. Was the person who discovered gì đó. Chính là cái ông này là người đã discover ra cái gì đó. Như vậy là mình có cái cấu trúc này nha mọi người. It is someone that does something. Chính là người someone này đã làm một cái điều gì đó. Được chưa? Giải thích cho cái câu này tí xíu vậy thôi, để mình quen với cái ngữ pháp đó.
trong writing mình không cần xài tới mức độ vậy đâu, nhưng mà mình trong reading mình cần biết như vậy. Vậy thì câu E đó nó nói về cái gì ta? Nó nói về cái việc thứ nhất là cái discovery was so important to modern physics. Và nguyên đoạn ở phía sau mình đang thấy là discovery rồi đúng không? Rồi nguyên đoạn phía sau nó toàn bộ cái này nó diễn tả cái quá trình của ổng nghiên cứu về cái magnetism và cái electricity, được chưa? Rồi ổng đã đặt tên được cho cái hai cái cực của cái nam châm là North Pole, South Pole, rồi cái gì gì đó. Rồi mặc dù ổng đã bắt đầu nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa từ trường và điện, nhưng mà ổng đã không có hoàn thành được nó. Như vậy thì ít nhất ổng cũng đã discover được cái gì? Được cái electric, và thứ hai là cái magnetism, được chưa? Như vậy thì cái đó mình chọn là số 9, his discovery about magnetism. Ok. Rồi, đoạn F. Đoạn F mình nhờ một bạn giúp mình thật là nhanh cái chỗ này. Mời bạn nghĩa cho mình nhé. Ông cũng thắc mắc về những cái quan những cái tín những cái niềm tin về astronomical, về lĩnh vực hàng về vũ trụ học truyền thống. Mặc dù Copenhagen ông không giải thích, ông không giải thích được trong những cái niềm tin liệu rằng trái đất có nằm ở trung tâm của vũ trụ hay không, hay là quay quanh xung quanh mặt trời. Tuy nhiên ông tin rằng các vì sao không không có equidistant, tức là không có cách xa trái đất, nhưng mà chúng có những cái hành tinh giống như là trái đất quay xung quanh chúng. Bản thân trái đất thì cũng giống như là một cái thỏi nam châm khổng lồ. Đó cũng là lý do vì sao La Bàn luôn luôn chỉ về hướng bắc. Chúng bám vào một cái trục mà tương thích với cả là năng lực, tương thích với cả polarity của trái đất. Cái này hình như liên quan đến mặt trời hay sao? Ông cũng nhấn mạnh về ông thậm chí cũng lichen, cứ nói theo cái kiểu mình hiểu là được rồi. Lichen thậm chí cũng lichen về cái polarity của từ trường đối với trọng polarity của trái đất, và xây dựng một cái học thuyết về từ trường về cái khái niệm này. Trong cái giải thích của mình thì trong cái giải thích của ông thì từ trường chính là như giống như là một cái như là tâm hồn của trái đất. Mặc dù là những cái đá từ trường vũ trụ, mặc dù là một cái đá từ trường Thus nghĩa là vì vậy, thus nghĩa là therefore. Do đó là một cái đá từ trường cái gì đó hoàn hảo. Khi mà tiếp với cả các cái cực của trái đất thì sẽ upbo bởi chính bản thân nó trong vòng 24 tiếng. Ngoài ra thì ông cũng tin rằng mặt trời và những cái vì sao upbo cũng giống như là trái đất quay xung quanh tâm của crystal. Và ông cũng tiên đoán, ông cũng cho rằng mặt trăng cũng là một cái cực gây ra bởi cái việc mà bởi cái sự hấp dẫn về mặt từ trường đối với trái đất. Điều này có lẽ là một trong những cái giả thuyết đầu tiên mà một cái force có thể gây ra tạo ra một cái lực mà một cái lực có thể gây ra một cái gì đó orbit, heavenly orbit. Okay. Như tôi một cái sự cố gắng rất là tốt. Nói chung là mình khi mà mình biết được cái đó thì mình cố gắng là mình
mình, nếu mà mình không hiểu được nó thì ok, mình tạm chấp nhận mình gọi tên nó bằng tiếng Anh thôi, không xong sao hết. Rồi các bạn nhìn vào cái này, biết mọi người hơi mệt tí xíu nhưng mà cái bài này nó rất là nhiều cái từ mà chúng ta có thể khai thác được ha mọi người. He also questioned the traditional astronomical beliefs. Cái question này nãy nói với mọi người rồi ha, là họ ví dụ là nghi ngờ, chất vấn hay là đặt câu hỏi đối với một cái điều gì đó, đối với những cái niềm tin truyền thống về thiên văn học astronomical. Mình có cái chữ astronomy tức nghĩa là thiên văn học, cái ngành thiên văn học. Rồi thì mình không có quen với chữ mical thôi, thôi mình tạm thấy nó vậy thì mình biết nó là tính từ đi rồi xong. Though a Copernican, he didn't express in his quintessential beliefs whether the earth gì gì đó. Rồi cái whether gì đó tính sau, cái đoạn này tính sau. Mình quan tâm tới cái đầu tiên cái đã. Though a Copernican, đó các bạn thấy không? Though being a Copernican, lúc này mình cám cái chữ being mới chỉ cho các bạn hồi nãy ở cái trạng ngữ xong đó, thì mình mới thấy rõ là mặc dù là một cái người thiên về chủ nghĩa của Copernic. Copernic là cái ông gì mà nó liên quan đến Galileo đó, nó kiểu vậy đó. Thì ổng không có thể hiện ra rằng là ổng không có thể hiện cái niềm tin quintessential. Quintessential là gì cả đó luôn. Ổng chỉ cần biết, mình chỉ cần biết là ổng không thể hiện cái niềm tin rằng là whether có hay không. Whether nghĩa là có hay không. Whether the earth is at the center of the universe, là trái đất có nằm ở tâm của vũ trụ hay không, universe. Hay là in orbit around the sun, là nó, hay là nó xoay quanh quỹ đạo quanh mặt trời, nó nằm trong một cái quỹ đạo quanh mặt trời, orbit tức là quỹ đạo. Quỹ đạo là một cái gì đó nó di chuyển hoài quanh vòng quanh. However, tuy nhiên, he believed that stars are not equidistant from the earth. Ổng tin rằng là những cái ngôi sao không có cách trái đất một cái khoảng cách bằng nhau. But have their own earth-like planets orbiting around them. Ổng tin rằng là chúng lại có những cái hành tinh giống như trái đất, earth-like planets, mà nó di chuyển theo quỹ đạo quanh chúng, orbiting around them. Được chưa? The earth itself is like a giant magnet. Trái đất chính bản thân nó là như một cái nam châm khổng lồ, giant. Và which is also why, đây cũng là tại lý do tại sao mà cái compass, la bàn, always points north, always luôn luôn chỉ về phía bắc. Rồi, they spin, chúng quay, spin là quay, quay trên một cái trục axis, một cái trục mà nó thẳng hàng với, align with, tức nghĩa là thẳng hàng với the earth polarity, nó khớp với cái hai cái cực của trái đất. Được chưa? Rồi, he even likened the polarity of the magnets. Ông cũng phát họa ra cái polarity of the magnets. À, ông cũng phát họa ra cái cực của nam châm, nó tựa như là cái cực của trái đất. Như vậy mình thấy cái liken này là một cái động từ mới đúng không? Mình sẽ tự hỏi nó là cái gì. Mình có thấy cái chữ bình thường it is, ví dụ cái ngôi nhà này is like, this house is like a palace, ngôi nhà này trông như là một cái cung điện vậy, giống như một cái cung điện vậy. Rồi, tương đương với chữ this house is similar to a palace, cũng vậy đúng không? Cũng trông giống như một cái cung điện. Vậy like là bằng với similar. Như vậy liken tức nghĩa là so sánh, giống như là. À, như vậy ông đang so sánh cái polarity của cái magnet này giống với cái polarity của cái earth. Và build an entire magnetic philosophy, và đã xây dựng nên một cái philosophy, một cái lý tưởng về magnetic dựa trên cái sự tương đồng này, on this analogy, sự tương đồng. In his explanation, ông giải thích rằng là magnetism is the soul of the earth, này dễ rồi ha. Thus, vì vậy ha, khi mà vì vậy thì subject cộng với verb, nhiệm vụ của mình tìm verb ở đâu. A perfectly spherical lodestone
when aligned with the Earth's pole would wobble by itself in 24 hours. Thấy khó không? Thì nhiệm vụ của mình là cần phải tìm được cái động từ would wobble. Nhớ lại, cái does này nó bằng với therefore, bằng với hence, nghĩa là so, nghĩa là vì vậy. Vì vậy, một cái viên đá lodestone mà nó có hình cầu spherical, là liên quan tới kiểu sphere, là hình cầu. Một cái tảng đá lodestone mà hình cầu một cách hoàn hảo á, khi mà được đặt thẳng hàng với hai cực của trái đất thì nó sẽ would wobble by itself in 24 hours. Nó sẽ chao đảo, nó lắc lư, tự nó lắc lư trong 24 tiếng. Wobble, lắc lư, chao đảo, dao động. Further, hơn nữa thì ổng cũng also believe that the sun and other stars, ổng cũng tin rằng là mặt trời và những ngôi sao khác cũng lắc lư chao đảo, just like the earth does around a crystal core, cũng như là trái đất làm, cũng giống như trái đất đang lắc lư, around a crystal core, xung quanh một cái lõi tinh thể. Core là cái nhân, cái lõi, cái gì đó, trung tâm của một cái gì đó. Crystal là tinh thể. Các bạn thấy gì ta? Swarovski là đá pha lê, người ta hay gọi là crystal, là tinh thể, được chưa? Rồi, and speculated that, và chứng kiến thấy rằng là the moon might also be a magnet, và mặt trăng cũng có thể là một cái đá nam châm, caused to orbit by its magnetic attraction to the earth, mà nó bị khiến là phải orbit, nó bị khiến là phải xoay quanh một cái quỹ đạo bởi cái its magnetic attraction to the earth, nghĩa là bởi cái lực hấp dẫn, lực từ trường của nó từ cái đối với trái đất, to the earth, đối với trái đất. To có nghĩa là đối với nha. Rồi, this was perhaps the first proposal. Đây có lẽ là cái lời kiến nghị đầu tiên, lần đầu tiên mà người ta gợi ý rằng, người ta đề nghị rằng là cái a force might cause a heavenly orbit. A force này bình thường có nghĩa là, ví dụ như we are forced to do homework, tức là chúng tôi bị bắt phải làm bài tập về nhà, ví dụ như vậy. Thì đây là một cái lực ép người ta phải làm cái gì đó. Thì đây cũng vậy, lực này trong vật lý gọi là lực force, có thể đã tạo ra cái việc mà hình thành nên cái orbit, tức nghĩa là cái gọi là gì ta, cái quỹ đạo. Heavenly, heaven là thiên đàng đúng không, thì heavenly thông thường nó có nghĩa là tốt, heavenly, nhưng ở đây á nó còn có nghĩa là bầu trời. Vậy thì orbit này là những cái tạo ra cái quỹ đạo trên bầu trời, được chưa? Rồi, như vậy thì cái câu F này bạn chọn là gì nhỉ? Quên mất rồi. Cái này là cái questioning about câu 4, questioning about traditional astronomy. Rõ không mọi người? Ngay câu đầu tiên luôn. He also questioned the traditional astronomical beliefs. Được chưa? Và cả một cái đoạn ở phía sau này là liên quan đến việc ổng xem xét, điều tra lại tất cả mọi cái niềm tin về thiên văn học trước đây đã từng có. Ok, có ai phản đối gì không? Vậy thì mình sẽ chọn câu F là câu 4 nha. Rồi, và cuối cùng đoạn G nhỏ xíu à, bạn tiếp tục bạn giúp dùm cho Tuấn Anh luôn được không? Như cái phương pháp nghiên cứu của ông là một cuộc cách mạng. Trong đó ông tiến hành những cái thí nghiệm nhiều hơn là chỉ đơn thuần đưa ra những cái logic và những cái lập luận như là những các nhà philosophy người Hy Lạp đã làm. Đó cũng là một cái thái độ mới đối với cái công cuộc nghiên cứu khoa học. Cho đến thời điểm đó thì các cái nghiên cứu khoa học cũng chưa được hiện đại cho lắm. Đó cũng là vì cái thái độ đối với khoa học cùng với những cái đóng góp của ông đối với cái kiến thức về từ trường
đó một cái tìm tìm verb tìm verb tìm verb rằng một cái đơn vị lực một cái đơn vị một lực, cái magnetic motive force gì đó rồi verb là động gì lực. Một cái đơn vị động lực cũng được biến đến là một cái tiềm năng là một cái đối tượng một cái tiềm năng về từ trường cũng được đặt tên theo tên Gilbert để tưởng nhớ đến ông. Những cái phương pháp quan sát rất là cẩn thận và những cái phương pháp quan sát và nghiên cứu rất là cẩn trọng của ông hơn là chỉ đơn thuần là những cái ý kiến hoặc là những cái học thuyết đã đặt nền tảng cho cái nền khoa học hiện đại. Ok, rất tốt. Rồi, mình đi nhanh chỗ này xíu ha mọi người ha. Những cái nghiên cứu của ông, cái phương pháp nghiên cứu research method, phương pháp nghiên cứu mang tính cách mạng revolutionary. Các bạn thấy revolution nghĩa là cái cuộc đổi mới, cuộc cách mạng, thì mình sẽ hiểu cách mạng là cái việc mà nó thay đổi một cái điều gì đó, nó tạo ra cái sự đổi mới. In that, trong đó ông đã thực hiện sử dụng những cái experience, những cái thí nghiệm nhiều hơn là những cái đơn thuần là logic và cái lập luận như là những nhà triết học cổ đại của Hy Lạp đã làm, được chưa? Philosopher, nhà triết học, pure logic and reasoning. Mình không cần phải biết cái này, mình chỉ cần biết một cái điều thôi, tất cả những cái logic hay là reasoning nó tượng trưng cho cái việc là đối lập với thí nghiệm thực nghiệm, thì nó chính là cái lý thuyết, cái lập luận. Rồi, it was a new attitude towards scientific investigation. Đó là một cái thái độ, cái sự tiếp cận mới đối với towards này có nghĩa là to, đối với việc xem xét về mặt khoa học. Until then, cho đến lúc đó đó, then tức nghĩa là at that time. Cho đến lúc đó thì những cái cuộc thí nghiệm khoa học were not in fashion, không phải là hiện đại mà là in fashion. Fashion nghĩa là gì? Fashion trong quần áo của mình được gọi là những cái mà người ta ưa thích, đúng không? Do đó not in fashion không phải là nghĩa là những trong giới khoa học lúc đó thì thí nghiệm không phải là một cái việc làm phổ biến. Not popular, not in fashion tức nghĩa là not popular. It was because of this scientific attitude. Vì cái scientific attitude này, vì cái thái độ này, cái cách tiếp cận này đối với khoa học, cùng với together with his này, cùng với his contribution, cùng với cái sự đóng góp của ông về cái hiểu biết của chúng ta về từ trường, thành ra là that a unit. Thì cho nên đến nỗi mà a unit of magnetomotive force, mình không cần biết cái này luôn, mình chỉ cần biết những cái gì mà mình hiểu được thôi. A unit là một cái đơn vị, force là một cái lực, một cái đơn vị lực mà nó also known as magnetic potential. Rồi các bạn tiếp tục để ý cho Tuấn Anh thấy chỗ này là cái mệnh đề quan hệ nằm giữa hai dấu phẩy, do đó nó không mang lại ý nghĩa nhiều, bỏ qua, mình không cần biết nó, mình đã không biết cái này rồi, mình cũng chẳng cần biết cái này luôn, nó chỉ chẳng qua là một cái tên gọi khác của cái này mà thôi. Đó, đó. Thì quan trọng là gì? Quan trọng là cái sự việc là cái đơn vị lực đó đã được đặt tên là Gilbert để tôn vinh ông, in his her honor, tức nghĩa là tôn vinh ông. His approach of careful observation, cái cách tiếp cận nghiên cứu của ông đối với việc là quan sát thật là cẩn thận, careful observation, quan sát cẩn thận, and experimentation và nghiên cứu hơn là những cái ý kiến chỉ đạo, authoritative opinion, những cái ý kiến mà mang tính chất gọi là gì, áp đặt hoặc là deductive philosophy, những cái lý tưởng của những người khác đã đặt nên lay led được chưa, đã đặt nên cái nền tảng cho khoa học hiện đại, foundation, đặt lên nền tảng cho khoa học hiện đại. Vậy câu 7 đoạn G á, là mình chọn gì nhỉ? Câu 2 là what was new about his scientific research method? Có điểm gì mới trong cái phương pháp nghiên cứu khoa học của ông hay không? Được chưa?
là đang rõ ràng nói về những cái mới đổi của ông quá trời luôn, thay vì chỉ là suy đoán suy diễn, thì đây ông thực hiện việc nghiên cứu, được chưa? Như vậy là này là 2. Rồi bây giờ 8 đến 10, ráng lên tí xíu nữa. True, false, not given, cái này dễ lắm. Bây giờ mình mời bạn Huyền Minh được không? Huyền Minh hình như là đấy rồi. Mời bạn Vũ Yến. Rồi, em xem giùm anh cái câu true, false, not given. Mình xem cái ba cái nhận định như sau nhé. He is less famous than he should be. Ổng ít nổi tiếng hơn những gì ổng xứng đáng. Có hay không? Dữ kiện nào? Có. True. True, nhưng mà dữ kiện nào? Từ khóa nào dẫn em đến? Đầu tiên ạ. Mình thấy chữ famous và should be, đúng không? Thành ra là mình sẽ thấy ngay, mình nhớ ngay tới cái việc mà ổng nổi tiếng. Less well known. Được chưa mọi người? Less well known than he deserves. Vậy thì nó là true, có ai phản đối gì không? Rồi, mời em tiếp tục. He was famous as a doctor before he was employed by the queen. Ổng nổi tiếng như là với vai trò là doctor trước khi mà ổng được nữ hoàng là employ, tức nghĩa là nữ hoàng tuyển vô làm. Có không? Không. Not given. Not given. Các bạn nào có ý kiến khác không? Các bạn thấy the queen là bác, các bạn nhìn ngay vào cái đoạn gì có the queen. Đoạn C. The C có the queen. Rồi bây giờ nhìn lại nè. He was a very successful and eminent doctor. Là một đầu tiên. Và tất cả những điều này đã lên đến đỉnh điểm trong cái cuộc tranh cử làm chủ tịch của cái hội Royal Science Society này. He was also appointed personal physician to the queen. Đúng, true. Như vậy thì true. True. Rồi câu số 10. He lost faith in the medical theories of his time. Ông đã mất niềm tin vào trong những cái lý thuyết về y khoa ở thời đại của ông. Time này không phải là thời gian mà là thời đại, cái thập kỷ, cái khoảng thời gian mà ông sống. Not given. Bởi đơn giản là trong nguyên đoạn này chẳng có chỗ nào nó nói về medical theories cả. Vậy thì not given. Rồi bây giờ mình có cái câu 11 đến 13, nghĩa là chúng ta sẽ chọn which three of the following are parts of Gilbert's discovery. Ba trong số những thứ nào sau đây là những cái discovery, những phát hiện của ông Gilbert. Mình nhờ một bạn giúp cho mình ha. Bạn Yến Nhi. Alo. Alo, em coi giùm anh thử trong ABCDEF này. Bây giờ mình đi từng cái nha, mình coi là nó có hay không nha. Ông có phát hiện ra cái metal can be transformed into another hay không? Dạ không ạ. Không. Mình sẽ thấy có chữ làm sao để mình xác nhận được cái việc đó? Trong cái câu đó đó. Trong cái câu này nè, ổng là đổi, ổng đã chuyển hướng nghiên cứu sang cái mysticism of alchemy. Chuyển đổi kim loại gì đó. Mà mình cũng thấy cái chữ mysticism, tức nghĩa là nó vẫn còn bí ẩn. Và khi mà nó bí ẩn như vậy mà mình muốn kết luận nó có đúng hay sai, đúng hay không á, thì phía sau phải có một cái thông tin đó confirm, xác nhận lại cho mình là ông đã phát hiện ra. Nhưng thực tế ở đây không hề nhắc tới, do đó đây không phải là cái discovery của ông. Rồi, câu B có đúng không? Garlic can remove magnetism. Tỏi có thể làm loại bỏ đi cái từ tính. Không, là bởi vì đây chỉ là một cái niềm tin của thủy thủ mà thôi, đúng không? Câu C, metal can be magnetized. Những cái kim loại có thể được từ tính hóa. Dạ có. Có, ở đoạn nào nhỉ? Có cái đoạn nào mà chà cái gì vào, cái gì lum la, metal. Dạ, đây. Mời em đọc lên giùm cho anh. Gilbert also found that metal can be magnetized by rubric materials such as fur, plastic, or the like.
the light on them. Ok, thế thì mình thấy nó đúng, mình chọn C đúng không? Câu D, stars are at different distances from the earth. Dạ đúng rồi. Đúng. Chỗ nào để xác nhận được cái việc đó? Kiếm chỗ nào mà star? Dạ đúng rồi. Rồi đọc lên cho mọi người nghe. However, he believed that stars are not equidistant from the earth, but have their own earth-like planets orbiting around them. Rồi, cái câu này á, do hồi nãy Tuấn Anh giải thích cái equidistant rồi, nhưng mà khi mà mọi người ra thi á, thì mọi người sẽ thấy cái chữ equidistant này không hiểu đúng không? Mình không biết, mình nói là từ hoàn toàn mới. Thì ngay cái lần đọc đầu tiên á, mình gặp cái từ này, ok, mình có thể bỏ qua. Bởi vì biết đâu câu hỏi không có hỏi về nó, thì mình cũng không cần phải quá đầu tư làm gì. Nhưng trường hợp cũng có thể xảy ra là câu hỏi có hỏi dính dáng đến the star và cái distance gì gì đó. Thì mình quay lại ngay cái chỗ này, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm rõ hơn về cái chữ equidistant. Mình đặt trường hợp là mình đi thi và mình không biết equidistant là cái gì, được chưa? Nhưng mà mình thấy có cái câu này nó dính dáng cái the star và ít nhất có cái chữ distant. Như vậy thì mình sẽ lò mò mình coi một tí xíu. Equidistant, thường cái chữ nào mà nó khó quá, nó dài quá, nó sẽ gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất, giống như ở trên hồi nãy mình nói, pre, cái gì đó, predated, đúng không? Rồi outlive, outperform, outdo, ví dụ như vậy. Rồi, thì mình sẽ có cái yếu tố equi. Và thứ hai là distant. Trong cái này mình hiểu được cái gì trong này? Mình hiểu được cái chữ distant, tức nghĩa là tính từ của distance, là khoảng cách. Như vậy distance nghĩa là ở một cái khoảng cách gì đó, được chưa? Ở cách xa một cái gì đó. Bây giờ mình xem xét cái equi này. Mình đang không biết cái equi đó là cái gì, nhưng mà nó liên quan đến cái gì mình đã biết rồi. Mình cố gắng lục lại trong đầu. Có cái gì mình đã biết rồi? Equal. Equal, nhớ không? Equal là bằng nhau. Oh, vậy thì mình có thể liên hệ đến cái việc này. Có thể là nó xem tựa tựa với cái này. Equi. Equi, equal. Distance. À, những cái khoảng cách tương đương nhau. À, đặt trường hợp nha, mình chưa bao giờ biết và mình cũng không có hiểu nghĩa nó luôn, thì mình sẽ phải đoán nó như thế. Tách cái từ ra thành những cái yếu tố mà mình đã biết rồi. Distance là cách xa. Equi. Giống có vẻ giống equal là bằng nhau. Vậy thì cách xa bằng nhau đối với trái đất. Đối với trái đất. Nhưng mà he believed that stars are not equidistant. Ông tin rằng là các ngôi sao không có cái khoảng cách bằng nhau đối với trái đất. Nhưng mà chúng lại có their own earth-like planets orbiting around them. Lại có những cái hành tinh giống trái đất mà xoay quanh chúng, được chưa? Vậy thì cái câu này câu D mình sẽ chọn. Câu E, the earth wobbles on its axis. Có không? Dạ có. Ở đâu nhỉ? Cái chỗ they spin on. They spin on an axis that is aligned with the earth polarity. Đây là cái gì? Đây, ở đây là compasses. Compasses. Vậy thì đây chưa phải. Kiếm chỗ nào mới có cái the earth mà có wobble. Cái chỗ wood wobble. Wood wobble. Vậy thì cái chủ ngữ của cái wood wobble này là gì? Là cái lodestone. Chưa được. Tiếp tục tìm wobble tiếp. Further. Thêm vào đó, ổng cũng tin rằng là the sun and other stars, mặt trời và những ngôi sao khác, nó wobble y hệt như cách mà trái đất nó làm cái việc đó. Được chưa? Y hệt như cách trái đất nó làm việc đó. Làm việc đó là làm việc gì? Làm cái việc wobble. Như vậy thì có không? Có. Có, ok, cậu E. Rồi, bây giờ còn câu F. There are two charges of electricity. Có hai cực của cái electricity. Ngay lập tức tìm ngay cái chỗ nào có electricity và có cái charges.
two judges. Bạn nào có? Bạn này đúng không? Nhưng vấn đề là có phải là phát hiện của ổng hay không? Không, của cái ông người Pháp. Của ông người Pháp, do đó mình sẽ không chọn F ha mọi người ha. Vậy cái bài ABCDEF này mọi người có thắc mắc gì nữa hay không? Có bạn nào thắc mắc thì các bạn bấm vào cái nút chat box nha. Cảm ơn bạn Yến Nhi rất là nhiều, bạn làm rất là tốt. Rồi, chút nữa mình dò lại đáp án và các bạn báo điểm dùm cho Tuấn Anh. Trong 13 câu này các bạn sai mấy câu nha. Lý tưởng nhất là chúng ta chỉ nên sai 1-2 câu mà thôi. Tại vì cái đoạn này nó còn dễ, mình đi tới những cái đoạn tiếp theo nó khó hơn á, thì mình mới có quyền được sai nhiều hơn. Còn đây mình cố gắng là mình làm đúng gần hết dùm cho Tuấn Anh, được không? Rồi, bài này nếu mà các bạn đọc mà các bạn vẫn còn đọc về đọc lại thêm lần nữa đi, nếu mà cảm thấy là còn lấn cấn, và đọc lại xem là mình có thể học được những cái từ vựng gì trong này, được chưa mọi người? Và sau đó là chúng ta cố gắng chúng ta học thêm những cái từ mới. Rồi, lần tiếp theo thứ 6 mình sẽ học, mình sẽ luyện một tí về listening nha mọi người ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã cố gắng ngày hôm nay. Rồi, có ai mà không có thắc mắc gì thì các bạn cứ thoát ra ngoài để nghỉ ngơi. Còn nếu như mà có thắc mắc thì các bạn cứ đặt câu hỏi tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.